Mến chào quý thính giả Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Vân Quý thính giả thân mến Trong chuyên mục đọc truyện hôm nay Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe một tiểu thuyết tâm lý xã hội hấp dẫn Danh vọng của tác giả Nguyễn Tố Chuyện được xuất bản năm 1940 Mời quý thính giả cùng nghe Chương 1 trước khi đến tỉnh Hà Nam, lúc người ta còn ngồi trên xe lửa hay ô tô, mới tới đầu cầu bên này, đều đã trông thấy một cái nhà lầu đồ sộ, kiểu rất mới, soi bóng xuống dòng châu Giang. Người ta phỏng đoán đó là tòa biệt thự của cụ tổng đốc nào, mới làm để về an hưởng lúc tuổi già. Đi vào tỉnh, lối phố chính, một phố lớn nhất của cái tỉnh con con ấy, người ta đều phải qua trước cửa tòa nhà đó, mà ai đã qua đấy, dù vội vàng hay lơ đãng tới đâu, cũng không bỏ qua được tấm biển sơn xanh treo trên cái cổng xây lối phủ đệ để bốn chữ biệt tự hoàng anh bằng sơn trắng lẫn trong những chùm hoa ti gôn đỏ hồng chung quanh nhà là vườn rộng và bốn bức tường trên có hàng rào sát quây bốn phía nhà có hai cổng một cổng mở ngay ra phố chính còn cổng sau trông xuống sông châu giang trong vườn trồng đủ các thứ hoa trên những khoảng đất viền cỏ tóc tiên xanh mượt chỉ để chừa những lối đi dài dòi quanh co Uốn khúc Cái nhà ấy là nhà ông cai xe Ngô Đình Huỳnh Mới làm hơn một năm Ông Ngô Đình Huỳnh Ngày xưa khi mới 25 tuổi Người ta chỉ thấy là một anh con trai thất nghiệp Mặt bụng bấm ra nước Trôi giạt đâu từ tỉnh Yên Bái về Mấy ngày trời anh thất thểu đi khắp tỉnh lỵ Để cố tìm lấy một việc làm Nhưng ai dạy gì nuôi anh Vì mỗi buổi chiều anh lại lên một cơn sốt xét những lúc đó anh đành ngủ ở xó chợ Hay là cố chạy đi quét ít lá đa khô Về cái cổng đình châu cầu để sưởi. May sao ít hôm sau anh được một ông ký nhà thương Cũng đâu ở mạn ngược mới đổi về Không có đẩy tớ Liền gọi cho anh vào làm bếp Lại được ông ký ấy thương tình lấy thuốc nhà thương về tiêm chữa cho Nhờ vậy Chả bao lâu anh đã khỏe mạnh Da rẻ đã hồng hào Anh lại được đứa con nhỏ của ông ký ấy Đi học về dạy lại cho anh học vấn quốc ngữ. Dần dần anh đã biết đánh vần và ngồi ngoạc biết viết. Thế là anh đã bắt đầu biết biên chép những thức tiêu trợ hàng ngày. Hai năm sau, ông ký chủ anh bị bệnh chết. Nhờ về sức vóc khỏe mạnh và biết chữ quốc ngữ, anh được ông Cả Đạt gọi cho làm cai xe. Ông Cả Đạt là nhà tư bản ở tỉnh này, có 300 cái xe cao su cho chạy thuê. Từ ngày anh nhận trông nom, cu ly xe cũng sòng phẳng hơn, không hay chạy làng như trước nữa. Ngày ấy giá xe còn rẻ, anh nhận với chủ có bốn hào một ngày một đêm, mà anh cho thuê cả đêm cả ngày những bảy hào. Được cái anh rất tàn nhẫn, nên cu ly đều phải sòng phẳng. Đứa nào mà thiếu thuế thì cứ liệu hồn về cái da gân bò, mà lúc nào anh cũng cầm ở tay vắt vào như chỉ trực mưa lên đầu lên lưng họ. Đứa nào vô phúc thiếu một vài hào thuế, đành là cứ cởi áo cởi quần ra thế vào cho anh. Để hôm sau hay hôm sau nữa có tiền sẽ chuộc Hơn nữa vì anh khéo nịnh hót Nên ông cả Đạt rất tin dùng anh Nhờ thế anh trông khá lắm Cứ tuần tự mà tiến Sau 5 năm anh đã để dành được cái vốn to Anh liền lấy một người vợ Sẵn có óc doanh nghiệp Anh định mua lại cả mấy trăm cái xe của ông cả Đạt Nhưng biết có hỏi ông cả Đạt cũng chả bán nào Sau anh nghĩ ra một kế Liền xuôi cu ly đỉnh công hai tháo ốc zip cho xe không chạy được. Nghĩa là anh cố ý làm cho xe chạy ít đi. Một tháng rời như thế, anh đành hy sinh một số tiền nhỏ. Xong anh đã thấy đảng ông cả đạt kêu ca vì lỗ vốn. Nào thuế má thì nhiều, mà nay xe không chạy, lại hỏng cả. Có chữa lại cũng mất răm trăm bạc, mà có thu lại cũng còn lâu. Anh khôn khéo, liền cho người khác lại điều đình mua cả lò xe ấy bằng một giá rất rẻ. Ông cả đạt hí hờn, bán ngay vì cái giá 2.000 đồng 300 cái xe. Đến lúc làm giấy má, ông cả đạt mình ngã ngửa ra là bị mắc mưu. Vì chẳng ai xa lạ, cái người bỏ tiền ra mua là Ngô Đình Huỳnh. Khi 300 cái xe đã toàn quyền vào tay, anh liền tăng thuế xe lên 8 hào một ngày. Cù Ly đã nghỉ lâu, trong những ngày ấy, anh đã cho họ vay mượn để ăn và đợi. Anh đã khéo làm ơn cho bọn đó, nên giờ anh tăng thuế thế, chứ anh tăng hơn nữa họ cũng phải chịu. Hơn nữa ngoài nghề cho thuê xe Anh còn cho vay lãi Nên một năm sau anh đã lại tậu được ngôi nhà gạch ở phố chợ Ngót 5.000 đồng Và vợ anh đã sinh một đứa con gái Mà các ông tham ông phán bạn anh Đặt hộ tên cho là Hoàng Anh Khi người ta đã có nhiều tiền Thì muốn bạn với ai trả được Ồ Mới được vài tháng mà Hoàng Anh trông đã kháo khỉnh tệ Thật sừng với cái tên Hoàng Anh đẹp đẽ ấy lắm từ đó Ngô Đình Huỳnh giàu có lên bao nhiêu thì Hoàng Anh cũng nhớn và đẹp lên bấy nhiêu. Người ngoài trông hạnh phúc gia đình anh bằng con mắt ước vọng và xì xào với nhau là mà nhà Hán phát phú nên mới trong tấy thế. Ngày tháng như ngựa phi qua cửa thấm thoát 17 năm qua Ngô Đình Huỳnh bây giờ đã ngoài 40 tuổi và đã giàu có nhất tình. Vì giàu và có tuổi nên người ta đã đổi tiếng Anh sang tiếng Bác và từ tiếng Bác sang tiếng Ông. Nhưng dù sao người ta vẫn gọi ông là cai xe Tuy ngày nay ông không làm nghề đó nữa Ác thay là miệng người ta Muốn xóa bỏ cái dị vãng đê hèn ấy Và nhất là đã có nhiều tiền Ông liền nghĩ đến danh vọng Danh vọng Danh vọng Đầu óc ông lúc nào cũng quay cuồng về hai tiếng danh vọng Ông tức tốc làm thế nào Để cho có cái tên gì oai về Để thay vào cái tên cai xe Ông thầm nghĩ đến những ông Hàn Ông Nghị Ông bát, ông cửu quen ông Mà ông thèm Ông cũng muốn người ta gọi mình là ông hàn ông cửu chẳng hạn Thì ông sung sướng biết là bao Ông tự hứa với lòng Dù mất đi một nửa cơ nghiệp Ông cũng không tiếc chương 2 Dưới cái vẻ đồ sộ của căn nhà lầu đó Ông Ngô Đình Huỳnh vẫn kéo dài những ngày ban khoan về danh vọng Từ ngày vợ ông chết đi Đến nay kể hết tang đã lâu nhưng ông không đau buồn phàn nàn về chuyện ấy Và hình như ông cũng không bao giờ nghĩ đến sự tục huyền Đâu phải vì ông trung tình với người vợ xấu xố Mà chính ra Ông còn ham đuổi theo một giấc mộng đẹp Nên ông đã quên cả tình ái Ông đang say sưa nâng nêu hai chữ danh vọng Ông coi đó là cái đích của cuộc đời đã giàu có như ông Ông tự nhủ Giàu mà không có danh có giá thì còn thiếu nhiều lắm Bị định kiến đó lôi cuốn Ông hàm hở như một gã thanh niên 18 tuổi, ngây thơ lao đầu vào ái tình, như con hổ đói xông vào vồ con cửu non dài. Ông yên trí các bạn có chức tước hiện giờ chơi với ông vì tiền, chứ chắc bụng họ khinh ông lắm. Ông tự biết phận hèn kém nên hết sức chiều chuộng thế đái họ. Nhưng trái lại, với đầy từ trong nhà hai người đến vay nợ, thì ông hách dịch hơn ai hết. Cũng bắt trước các nhà quý phái, nên nhà ông bày biện sang lắm. Mới vào ta có thể nhầm là tẩm thất của một cụ thượng Mới bước lên thềm Đã phải lóa mắt vì bộ lộ bộ bằng đồng thòa sáng loáng Cắm trên cái giá gỗ gụ chạm đầu rồng khảm trai Bên trong cái giá binh khí làm cảnh ấy Lại có một cái nữa Trên để cái mâm đồng đen trổ lối chuyện trên Bừa bãi những danh thiếp Nếu được bới nhặt lên đọc Người ta thấy ở đây tất cả những nhà phong lưu quyền quý trong tỉnh Và một vài nơi xa Rồi đến bộ xà lông lối tàu bằng gụ Gióng trúc mặt đà đánh xi si bóng như sừng trên mặt bàn đặt một chiếc đỉnh đồng cao ngót một thước tây con sấu ở nắp đỉnh đứng vươn mình trông rất ngạo nghĩ bên trong chỗ bộ xà lông là cái sập chân quỳ cũng khảm trai và sát tường là cái tủ chè gỗ lát vân trong bảy bộ ấm chén cổ giam bảy chai sâm banh thứ đắt tiền và vài hộp xì gà thượng hảo hạng thẳng tủ chè lên trên tường treo bức hoành phi có ba chữ vàng to còn khắp mặt tường gian phòng đó Treo la liệt nào câu đối sơn son thiếp vàng Nào đĩa cổ Nào sừng hiêu Nếu ta thử đếm Gian phòng đó đã có đến hơn 200 cái đĩa cổ Đủ các kiểu Các hạng to bé Có cái to bằng cái mâm con Ông Ngô Đình Huỳnh đã nhiều lần khoe với khách Bấy nhiêu đĩa cổ tôi mua Đã hơn nghìn đồng cơ đấy Các ông trông mà xem Đủ hết các kiểu phải không Về phía trái phòng khách là gian phòng ăn cũng được trang hoàng rất lịch sự. Nơi này chủ nhân thời thường vẫn thiết tiệc các khách quan. Đặc biệt nhất là ông có đủ một bộ đồ dùng toàn bát đĩa cổ, có thể đủ cho 12 người, thật cả từ cái thìa cái chén mà đi. Ai lần đầu được ông thiết tiệc, cũng đều nhận thấy vẻ lịch thiệp và khéo léo của ông, và đều thành thực ca tùng ông là người sành chơi đồ cổ. Tuy nhiên ông đã học được nhiều sự tiếp đãi của người Tây Phương thật, xong nếu người ta đã từng giao tiếp với những người thực thụ là quý phái đều nhận thấy ở ông những chỗ thô kệch và biết ông từ một địa hạt khác vì có nhiều tiền mà thành quý phái thứ người quý phái theo đòi còn phía bên phải căn nhà là phòng ngủ của ông và hoàng anh rồi đến một chiếc nhà cầu phía trong là chỗ để xe ngựa xe nhà đầy tớ ngủ và bếp nước người ta vẫn bảo ông ăn ở sung sướng chẳng kém một người âu châu ở đây chương ba một ngày chủ nhật vào khoảng 4 năm giờ chiều ông ngô đình huỳnh đang ung dung ngồi trên sập tay nhẹ vít cái cần điếu trúc nạp điếu thuốc rồi đánh diêm và gân cổ rít một hơi dài hút xong ông từ từ ngửa cổ lên trần nhà nhẹ thở luồng khói trắng từ miệng ông tản ra và tan dần vào không khí thốt nhiên ông đưa tay lên gãi sồn sột vào chán lẩm bẩm quái ông tham phượng hẹn mình hôm nay sẽ đưa một ông bạn nhà báo lại chơi mà tận bây giờ chưa đến Là mình đợi sốt cả ruột Nói đoạn Ông bước xuống sập Sỏ chân vào đôi guốc kinh Lại mở cửa sổ Nhìn ra phía cổng Giữa lúc ấy Chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi của ông Tham Phượng vừa hãm máy Và bóp còi in ỏi Nghe tiếng ô tô Thằng bồi nhà ông Huỳnh chạy vội ra mở cổng Trên xe bước xuống Hai người vận âu phục sang trọng Đều vào trạc 30 tuổi Một người cao cao rong ròng mặc bộ cho pico xám và một người to béo thâm thấp mặc bộ cho pico mùi mỡ gà ròng rọc. Hai người cùng lấy danh thiếp ra đưa tên bồi mang vào và đứng đợi. Trong nhà, ông Huỳnh đã mặc áo đội khăn tề chỉnh. Khi quay ra thì tên bồi đưa danh thiếp vào đến nơi. Bẩm ông, có quan tham phượng và một ông khách nữa ạ. Ông Huỳnh đưa tay ra đỡ danh thiếp xe xe đọc. Bích Lương, phóng viên tờ trung tâm Hà Nội, và đưa mắt qua cái kia đoàn ông khẽ gật đầu đi ra đón khi ông bước xuống khỏi bực thềm xi si măng thì hai người đã vào tới nơi được tham phượng giới thiệu rất khéo léo bích lương đưa tay ra bắt tay ông ngô đình huỳnh rất niềm nở vào đến trong nhà ông huỳnh trân trọng mời hai ông khách quý ngồi chơi nơi xà lông và rối rít gọi bồi đi pha trà trong khi nói chuyện ông huỳnh nhận thấy bích lương có vẻ thạo đời lắm lắm thứ nhất bích lương đại ngôn là mình rất có thế lực bạn toàn với các cụ thượng nọ quan tuần kia ông ngô đình huỳnh nghe bích lương nói vậy tin là thật ngay ông liền nhớ đến cái mộng của ông và ông nghĩ trong óc có lẽ nhờ người này mà thỏa chí thế là mắt ông sáng hẳn lên trông thẳng vào bích lương và thầm bảo mày sẽ là người mang lại sự sung sướng nhất đời cho ta đó nhưng bích lương vẫn nói thao thao bất tuyệt đến nỗi ông huỳnh cứ ngẩn người ra ngồi nghe Chẳng đáp được câu gì Một lát sau Tham Phượng đưa mắt cho Bích Lương cùng cầm mũ đứng dậy Ông Huỳnh vội vàng giữ lại Hai ngày vội gì Ở lại sơi cơm với tôi Hôm nay là ngày nghỉ kia mà Kể ra cái nghệ thuật mời chào Thì ông Huỳnh khéo léo lắm Nhưng Bích Lương đã nói luôn Bẩm cụ Dễ đằng anh tham con đây đã làm cơm rồi Xin cụ cho bận khác Ông Huỳnh tự nghĩ một cơ hội tốt cha nhãi mình bỏ lỡ đoạn ông tha thiết mời hai người sau cùng ông được như ý hai chàng lại bỏ mũ ngồi xuống và trông nhau mỉm cười kỳ thực hai chàng làm bộ thế một tị chưa ngày lúc ở nhà ra đi đã không cho thằng bếp tiền trợ rồi hết tuần nước này đến tuần nước khác hết tuần rượu này đến tuần rượu khác chuyện ba người cứ nở như gạo rang đang lúc ấy cánh cửa sịch mở hoàng anh đi học về Tay nàng cắp cái cặp sách bước vào Thấy có khách lạ Nàng khẽ cúi chào và đi thẳng vào phòng trong cất cặp Đoạn nàng quay ra nhí nhảnh Người thơ khoe với cha Ở trường hôm nay thi bài pháp văn Con được nhất kia ba Rồi nàng cất tiếng cười vang Như quên là trong phòng không có khách lạ Ông Ngô Đình Huỳnh nhìn con gái sung sướng Nhau hẳn hai đôi mắt lại Và quay ra phía khách Thưa hai ngài Đây là con bé cháu Tình nhớ người vậy mà trẻ con quá Hai ngày tha lỗi cho Thấy cha nói thế Hoàng Anh Phụng Phịu ra vẻ dỗi chạy sang phòng bên Ông Huỳnh phải xin lỗi khách để chạy theo dỗ dành con Trong phòng chỉ còn có hai người Bích Lương đưa mắt cho Tham Phượng khẽ hỏi Con gái cưng lão đó phải không? Ừ, phải đấy Chồng sinh tệ Nhất là hai má lúng đồng tiền Tao không ngờ ở tỉnh xếp này mà có người đẹp đến thế? Tham Phượng đáp Thế thì mày ngu thật Ở đời không được nói đến chữ ngờ Chàng với tay nâng chén nước uống một hụm Và nói tiếp với Bích Lương Cô em 17 tuổi rồi cơ đấy Thằng nào mà lọt vào cái chính gạo này Thật nhà nó đại hồng phúc Thấy bạn nói vậy Bích Lương xoay ngay sang chuyện khác Làm như không để ý đến À tỉnh này mà cũng có trường nữ học hả mày Ờ kìa, thế ra mày không biết một tí gì cả. Trường nữ học ở đây có đủ cả 7 lớp và có tới 400 nữ sinh cơ đấy. Như chợt nhớ ra, Bích Lương vỗ đùi nói. À phải rồi, trường nữ học ở phố Tân Khai phải không? Phải đấy. Hai người vừa nói tới đó thì ông Huỳnh đã ở buồng bên đi sang, niềm nở chìa hai tay mời. Hai ngày quá bộ sang phòng bên này xây rượu. Tham Phượng và Bích Lương cùng vui vẻ theo sang. Lúc bấy giờ trời đã sẩm tối. Tên bồi mang cái đèn mang sông lộng sáng và đặt lên đầu chiếc tủ buffet. Còn giữa nhà, trên cái bàn tròn dài khăn trắng, bày la liệt các món ăn. Khói thơm bốc lên nghi ngút. Hoàng Anh lộng lẫy trong chiếc áo màu cẩm thạch, đang nhẹ nhàng ngắm vuốt, cắm từng bông hoa hồng và hoa huệ mới cắt ở vườn, vào cái lọ men dạn bầy giữa bàn ăn. Hương vị thức ăn hương hồng, hương huệ trộn lẫn với mùi phấn và nước hoa của Hoàng Anh tàn mạn khắp phòng. Trước người đẹp và cái hương vị say xưa ấy, Bích Lương thấy mạch máu chạy rộn ràng và hồn tê mê. Mãi khi tham phượng kéo chàng ngồi xuống ghế, chàng mới như người bừng tỉnh mộng. Thấy vẻ si ngốc của Bích Lương, ông Huỳnh thầm nhủ. Thế nào ông cũng cho mày vào chồng được, vì con gái ta lộng lẫy nhường kia. Và ông quay ra hai chàng, chỗ thân tình cả xin phép hai ngày cho cháu hoàng anh cùng ngồi hai chàng cùng trả lời rất vui vẻ được ạ à, xin cụ cứ coi như người nhà cả để cô em ngồi càng vui sau câu nói có vẻ kiếm lời ấy hai chàng nhìn hoàng anh mỉm cười nàng e thẹn quay mặt đi trong khung cảnh này bích lương tưởng cái mộng của chàng đã thành sự thực cái mộng của chàng là vợ đẹp và có nhiều tiền cả hai cái hình như chàng đã thấy nắm chắc được ở trong bàn tay không muốn buông ra nữa vì buông ra sợ nó lại rơi mất bích lương nghĩ vậy nên chàng sung sướng và cảm động lắm theo chủ nhân và tham phượng cầm cốc rượu đưa lên uống chàng lính quýnh thế nào đánh rơi xuống nền gạch hoa vỡ tan rượu đào bắn tung tóe cả vào quần hoàng anh làm nàng hổ thẹn chạy vội vào nhà trong mất tiếng cốc vỡ làm chàng tỉnh mộng thấy mình chỉ là thằng di si ngốc Chàng ngượng ngùng xin lỗi chủ nhân Xong ông Huỳnh vẫn niềm nở như thường Và đã vội gọi bồi đi lấy chiếc cốc khác Trước vẻ si ngốc của Bích Lương Tham Phượng cũng ngượng lây Chàng nói chữa cho bạn Ấy, thưa cụ Bữa tiệc nào mà có vợ cốc chén Thì mới thật là tận vui Và việc đánh vợ cốc này cũng nguyên do Tại nhà văn sĩ bạn con đây Hay đáng chí Chả thế mà đi ngoài đường Có khi anh đập chán cả vào gốc cây vì lúc nào đầu óc anh cũng phải để vào văn bài Nên rất ít khi anh dám đi bộ một mình Chỉ trừ khi nào có người bạn rất thân đi bên cạnh Ngừng lại Tham Phượng lấy tay trò vào mặt mình Và tiếp một cách ba hoa Đây này Hình như mặt tôi có thể gọi là một cái câu đối tết được Vì nó đỏ lắm phải không Xảy quá rồi thưa cụ Không chừng hai anh em tí nữa về say cả thế này Hay lại đặng trí như anh bích lương con nốt mà lái xe xuống ruộng bùn cắm đầu xuống đấy, thật hết đường bò dậy. Câu nói tuy luẩn quẩn mà có vẻ khôi hài của Tham Phượng, làm Hoàng Anh ở phòng bên cũng phải cười vang và lại chạy sang. Thế là bên này ba cái miệng cũng đều hà hốc ra cười hỏa theo. Chương 4 Sau bữa tiệc, nhà ông Ngô Đình Huỳnh ở Hà Nam về, Bích Lương đã thấy đời chàng có một tia hy vọng. Một con đường đưa đến chỗ giàu sang khỏi phải ba đào mãi. Mang cái hy vọng to tát đó trong óc và chàng nghĩ rằng Ồ, thằng Tham Phượng nó dẫn mình đến cái mỏ khá thật đấy. Cả một gia tài đổ sộ và hoàng anh. Nhưng muốn khai được cái mỏ đó, ít nhất mình phải có một địa vị gì oai oai, làm bằng cớ cho lão cóc vàng đó biết, thì may ra mới ăn thua. Chứ như bây giờ, mình chỉ là một thằng phóng viên nhặt tin chó chết cho tờ báo lá cải trung tâm này thì khó lòng. Ý nghĩ ấy nhắc chàng nhận rõ thấy địa vị mình thực đáng buồn. Chàng thở dài. Đứng dậy ra ngăn kéo bàn, tìm thuốc lá châm hút vì chàng không được thông minh cho lắm. Nên chàng định nhờ khói thuốc làm đồ phụ tùng, giúp óc chàng xem có nghĩ được cái gì hay chăng. Loài hoay thế nào, chàng cầm một tờ báo hàng ngày lên. Mắt chàng đặt ngay vào mục tin sách báo mới. Chúng tôi được tin ông Nguyễn Tưởng Quân được phép cho ra tờ nhân loại. Ông Văn Sơn được phép ra tờ con vịt. Bà lệ Hương được phép ra tờ phụ nữ giải phóng, vân vân. Cái tin vớ vẩn này giúp Bích Lương nghĩ ngay được một kế, nghĩa là chàng cũng xin phép ra một tờ báo và tờ báo đó sẽ dùng tiền của Ngô Đình Huỳnh để làm. Chàng cho là một kế rất hay, chàng xoa hai tay vào nhau và tự nhủ. Thì đấy, đàn bà người ta còn xin phép ra báo được, huống hồ mình là đàn ông. Chàng tự hứa với chàng nhất định làm cho đạt ý muốn. Hơn nữa chàng nhận thấy Muốn là người đủ điều kiện ra một tờ báo ở xứ này cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần nhất không can án là được. Chữ nghĩa thì lại càng không cần cho lắm, cứ đọc chữ quốc ngữ không ngấp ngứ là đủ rồi. Đấy, bây giờ tới nửa những ông chủ báo là những người rốt nhất ở cái xã hội này, nghĩa là họ chỉ có tiền mua giấy và thuê in, còn bài vở thì tìm lấy những bài lai like cào nhét vào cho đầy cột, miễn là có giấy trắng mực đen. Còn một bài phong cho tờ báo thì không biết những bài phong giá trị ấy mua nó ở đâu. Xong bao giờ nó cũng mang cái tên của tờ báo hay ông chủ nhiệm mà những cái tên ấy bao giờ cũng in bằng hạng chữ lớn. Ai mới giờ đến tờ báo đã trông ngay thấy cái tên ấy phơi ra rất oai vệ. Nhưng ta có hóm hình và là chỗ bạn thân với ông chủ có cái tên tác giả bài đó mà bảo ông thử lên giọng bình lại cho ta nghe thì ít nhất cũng thấy ông ẩm ẹ như cậu học trò lớp tư đọc vậy ây thế mà ra chỗ công chúng thì ghê gớm lắm cơ đấy các ông ấy cứ vỗ vào ngực đồm độp ra điều ta là người chỉ đường dẫn lối cho quốc dân đây ta là những nhà đại học thức đây cần quái gì ở cái thời buổi này phải đại ngôn bích lương chính là đứa con đẻ của cái thế hệ đại ngôn đó hơn nữa chàng rất quả quyết chàng đã nhất định việc xin phép ra tờ báo chàng cũng chẳng hiểu cái tên đặt cho tờ báo cần có ý nghĩa gì không chàng thấy có tờ đặt là con vịt thì chàng đặt ngay tên cho tờ báo tương lai của chàng là con yểng. Tự chàng đã cho là hay hay, vì nghe nó còn văn vẻ hơn tiếng con vịt của cái ông Văn Sơn kia nhiều. Chàng lập tức mặc quần áo đi tìm một người bạn chuyên môn làm đơn từ kiện cáo và nhờ hắn làm hộ cái đờ măng để xin ra tờ báo. Từ lúc bỏ cái đờ măng vào thùng nhà bưu điện, Bích Lương thấy lòng hí hửng, tràn ngập hy vọng. Chàng thấy mình đã có vẻ là ông chủ báo lắm. Chàng phưỡn ngực, cho hai tay vào túi quần, nện mạnh gót giày xuống nền gạch đường bệ đi ra cửa. Cử chỉ ấy đã làm cho một bà đầm đi qua phải dừng lại một giây để nhìn chàng. Một chiếc xe tay từ phía vườn hoa bôn bay chạy lại. Không cần mặc cả, chàng ung dung bước lên, ngoắt tay cho xe kéo về phố Hàng Đào. Tưởng vớ được chú khách sộp, mới chạy loạn ở tàu sang, thằng xe cắm cổ kéo miết. Trên xe, Bích Lương duỗi thẳng người, mặt vênh lên Chàng lấy làm bằng lòng thằng xe lắm Chàng có cảm tưởng Tất cả những người đi đường đều phải để ý đến chàng Đến con người tai mặt Phong lưu trong xã hội Lúc ấy đầu óc chàng nghĩ lung lắm Chàng đã dự định sẵn khuôn khổ tờ báo Dự định sẵn các mục Và dự định đến cả cái két bạc nhà ông Huỳnh Nghĩ đến ông Huỳnh Chàng lại phải nghĩ đến cô con gái xinh đẹp của ông Hoàng Anh Bỗng trái tim chàng đập rộn lên Theo một điệu nhịp của yêu đương êm dịu Xe đã đến chỗ ga tàu điện Như chợt nhớ ra từ sớm chưa ăn gì Chàng bảo xe kéo vào một hiệu phở gần đấy Chiếc càng xe vừa đặt phịch lên hè Chàng bước xuống Ném vào tay thằng xe đồng Nam xu Và thản nhiên bước vào cửa hàng Mà kệ tiếng cào nhào của con ngựa người phía sau Trường 5 Từ hôm Bích Lương đến chơi về Ông Ngô Đình Huỳnh càng tin tưởng Cái mộng của mình thế nào cũng đạt được Nhất là thấy Bích Lương ăn nói có vẻ thạo đời Và giao thiệp toàn với những nhà có thế lực Xong trước khi ông bước tới bực thang danh vọng Ông còn phải băn khoăn tìm cách để đưa Bích Lương vào trong của ông Trong khi đó Bích Lương cũng lẩn quẩn tìm cách cho ông vào bẫy của chàng Thành thử cả hai cùng hết sức tìm cách lợi dụng được nhau Ông Huỳnh thì nghĩ rằng Với một thằng con trai thạo đời như thế Chỉ có thể dùng kế mỹ nhân là hàn phải dụ được Nhất là bữa tiệc hôm nọ anh chàng đã có vẻ ngây hồn với con gái ta nghĩa là ông định đem ngay hoàng anh ra làm cái mồi để câu chàng nếu có cần thì các thêm một vài cái nhà gạch ai ngờ ý nghĩ của ông đó lại gãi ngay vào chỗ muốn gãi của bích lương còn bích lương cũng đang loay hoay đo đắn chưa biết tìm cách gì để đưa ông huỳnh vào bẫy của mình chàng lại dự định đi hà nam lần nữa để dò ý tứ ông xem sao đảng ông huỳnh sau một đêm lo tính ông lại sợ cái mưu của ông không chắc có thể thi hành được. Nếu Bích Lương là người có vợ con rồi, ông cũng định tìm Tham Phượng để hỏi rõ lại xem. Ông ngờ ngạch, có biết đâu Tham Phượng lại là tay sai đắc lực của Bích Lương. Từ hôm ông Huỳnh đi hỏi rõ Tham Phượng ra thế và hoàn cảnh của Bích Lương về, hí hưởng mãi. Ông đâm ra nhớ anh chàng phóng viên láo lỉnh đó. Ông hết lời ca tụng Bích Lương trong những bữa cơm trước mặt con gái ông và ông thường bảo con gái ông rằng Giá dạ, con lấy được người chồng văn sĩ thạo đời như vậy Cha mới thỏa lòng Hoàng Anh thì ngây thơ đã biết gì Trước mắt chỉ thấy toàn những màu hoa lệ Ngoài ra đã hiểu tình ái và đời thực Ở cái xã hội mục nát này là gì Thấy cha nói đến chuyện gà chồng Thì nàng chỉ còn biết đỏ mặt thẹn thùng Chạy về phòng ngủ nằm úp mặt lên trên gối Cho lòng vẩn vơ dạo rực Tuy vậy nàng cũng thấy thinh thích Vì chắc Bích Phương đã là người viết ra Những bài thơ du dương trên các tuần báo mà hàng ngày nàng vẫn đọc. Những bài thơ ấy đã nhiều lần làm cho tư lòng nàng rung động và còn có khi cảm động đến trào nước mắt ra nữa. Thế thì chàng là nhà thi sĩ. Nghĩ vậy, nàng thấy lòng tràn ngập sung sướng, khẽ lẩm bẩm. Ồ, oh, ta sẽ có người chồng thi sĩ, còn gì thỏa chí hơn nữa. Dứt lời, nàng liền xếp đặt trong đầu một kinh thành của tình ái, một gia đình hạnh phúc luẩn quẩn nàng nghĩ giá dụ vợ chồng có nghèo đi chăng nữa thì chồng viết mướn vợ may thuê cũng chẳng đến nỗi nào với ý nghĩ đó nhiều đêm nàng đã thao thức không ngủ được và nhiều hôm trong lớp học nàng đã lãng quên cả lời thầy cắt nghĩa bài cho đến khi phải nhắc lại thì đứng ỉ ra mặt đỏ bừng lên vì hổ thẹn với những ý nghĩ vừa lén đến tâm hồn bà giáo đã phải gắt với nàng và thương hại hoàng anh lạ thật Sao dạo này con lười thế? Hay gia đình con có việc gì? Hoàng Anh chỉ còn biết ấp úng trả lời. Thưa cô, không. Chị em cùng lớp cũng phải lạ cho nàng. Vì xưa nay nàng có tiếng là chăm học nhất. Bài học dài đến đâu cũng thuộc trơn. Và bài thi nào cũng được nhiều nốt hơn cả mà bỗng đâm ra thế. Thành ra bà giáo và chị em bạn đều lấy làm lạ cho sự thay đổi tính nết của nàng. Có biết đâu vì nàng đã yêu một hôm đi học chiều về vừa đến cổng thốt nhiên hoàng anh thấy bích lương chạy vội đến lễ phép hỏi thưa cô cụ có nhà không nàng ấp úng và lính quýnh trả lời dễ có đi ông ạ ông vào chơi nói được vậy rồi nàng té chạy vào trong cổng như người có việc gì hoảng hốt lắm bỏ lại bích lương đứng tưng hừng hoàng anh chạy vào tới trong nhà thấy cha đang đánh bóng cái tủ chè nàng đã toan nói cho cha biết là có bích lương lại về chơi xong nàng thấy người nóng bừng hẳn lên một e thẹn ở đâu đến xâm chiếm lấy nàng nàng không nói được nữa chạy buồn ngay về phòng mình cất sách vở nhưng làm sao nàng thấy lòng nàng hồi hộp lắm nàng đứng dậy lại trước gương sửa lại mái tóc lấy húp xoa lại phần lên mặt và sau cùng nàng cầm thai sáp son đặt lên vành môi nàng thấy nàng đẹp khác thường nàng lấy làm thích vì Bích Lương lại gặp nàng giữa lúc nàng đẹp như thế Bây giờ nàng nhận thấy nàng trang điểm lại là vì Bích Lương Nhưng nàng lại muốn nghĩ khác đi Tự nhiên nàng thấy thẹn về bóng mình trong gương Đôi má nàng bỗng đỏ bừng Bích Lương ở ngoài đường Đi bách bộ mãi để chờ người ra mở cổng Vì chẳng chắc Hoàng Anh vào Thế nào cũng nói cho ông Huỳnh biết Nhưng chàng đợi đã lâu lắm Chốc chốc lại đưa đồng hồ lên xem 15-20 phút vẫn chẳng thấy gì đánh liều chẳng đến giật chuông. Tiếng chuông leng keng chỗ đầu nhà bếp, làm cho hai con chó chạy rổ ra, nhảy trồm gách chân lên trước hàng rào sát cắn ông ổng, làm Bích Lương giật mình. Chàng phải đứng lùi ra xa một chút. Độ hai phút sau, tên bồi nhà ông Huỳnh chạy ra thét hai con chó vào mở cổng. Trông thấy Bích Lương nó kính cẩn chào. Bẩm quan về chơi ạ. Bích Lương hất hàm hỏi nó. Cụ chủ có nhà không? bẩm có để con vào nói để ông con biết bích lương lại phải đứng đợi chàng lẩm bẩm vào một nhà giàu có khác thật khó khăn hơn nhà quan phường ngôn nói chẳng sai câu gì xong chàng đã phải để ý đến bóng người con gái mặc áo mùi phấn hồng thấp thoáng trong cửa kính nhìn chàng bỗng chàng thấy sung sướng lắm trái tim đập mạnh hẳn lên và hồn chàng như đã bị bóng ai kia cướp mất chàng đứng ngây người Tên bồi đã lại chạy ra Ông con bảo mời quan vào chơi Chàng cô nén sự hồi hộp tiến vào Gặp ông Huỳnh Ông rất niềm nở Ngồi nói chuyện Ông tiêu tít hỏi thăm chàng về thời sự thế giới Nào là tàu Nhật đánh nhau ra làm sao Nam Kinh vẫn còn hay đã mất Bích Lương trả lời rất trôi chảy Dần dà ông Huỳnh lại hỏi chàng Về tình hình thăng thưởng các chức tước Các phẩm hàm nghe ông nói đến chỗ chức thước phẩm hàm một cách ham thích lắm bích lương láo lỉnh tàn dóc tràn mãi vào những là con có tuy ô chạy chóng lắm mà cũng chỉ mất ít thôi ông huỳnh ngắt lời chàng hỏi luôn ít là độ bao nhiêu ngày bích lương cũng thủng thẳng trả lời thưa cụ chỉ vào số một vạn đồng thì được hàn lâm còn cử phẩm chỉ độ trăm nghìn thôi ấy là chỗ thân của con nên mới thế còn người ta có khi mất gấp đôi gấp ba mà vẫn không được gì khối ra đấy. Ông hình lầm nhầm ở trong mồm. Một vạn, những một vạn. Ông nghĩ đến cái cơ nghiệp của ông. Biết phất cờ theo gió, Bích Lương tự nghĩ. Lúc này đã là lúc mình phải đem chuyện xin ra báo nói cho lão hay. Chẳng là lão thích mê đi. Chàng đàng hắng và bắt đầu vào chuyện. Ấy con nói thế thôi, chứ cụ đây cũng chả cần phải chạy trọt gì, mà rồi cũng có thể được gọi ân tứ, Thấy Bích Lương nói vậy Ông Huỳnh vừa sung sướng vừa chẳng hiểu là dùng cách gì Nên trố mắt nhìn Bích Lương và gặng hỏi Thế cơ hở ngài Cách gì mà quý thế Bích Lương từ tốn tiếp Dạ cụ để thư thả con xin thưa rõ Con đã thảo đơn xin phép ra tờ báo Chắc chỉ hơn tháng nữa là được Khi đó con sẽ dùng tờ báo để hoạt động Giúp cụ cái bụi tinh hay hàn lâm chẳng hạn Như thế là con tìm lấy một con đường nó có thể đưa ông con mình đến đích danh vọng Con sẽ cố xoay xỏa Để cụ được có danh giá trước Còn con Mới ít tuổi sau một vài năm cũng chẳng muộn gì Nghe Bích Lương nói Ông Huỳnh có vẻ cảm động lắm Ông sung sướng hiện ra nét mặt Ông liền đứng nhổm hẳn dậy Vỗ vào vai Bích Lương một cách rất thân mật Được thế còn gì hay bằng Nếu chắc như lời ngài nói Tôi sẽ bỏ vốn ra chung với ngài một vạn Ấy chả giấu gì ngài Tôi thấy những thằng chẳng bằng mình Mà cũng nên ông nọ ông kia Nghĩ lắm lúc tức thật Còn mình tiền của có kém gì họ Mà thằng cai xe vẫn hoàn thằng cai xe Nói tới đó ông ngừng lại Như để cố nuốt sự căm hờn của số phận Và ông thở ra đánh vào một cái Thấy mình đã tóm được tròm lão cóc vàng rồi Bích Lương chậm rãi nói tiếp Cụ tha lỗi Ở đời này con coi thật không gì khó mình muốn là phải được Nhưng còn một lẽ Dù có tiền Xong cũng phải biết xoay xỏa Thì cái tiền đó mới đắc lực cho mình Cụ bảo mình ra một tờ báo Chỉ phỉnh cho họ phồng mũi lên Rồi tiền đẩy vào theo thì gì mà chẳng được Đấy Cụ nghe con bàn thế nào Ông Huỳnh nghe chẳng nói đâu ra đấy Và có vẻ quả quyết nữa Làm gì mà chẳng không đưa ông đến được nơi mong muốn Làm gì mà chẳng chẳng xóa nổi hộ ông Cái dị vãng đê hèn Cái tên cai xe nhưng ông nhầm Dị vãng chỉ có thể quên Chứ xóa nhòa thế nào được Nghĩa là có một cái tên phẩm hàm gì Để thay vào cái tên cai xe Họa là Hai người nói chuyện đã đến hơn giờ đồng hồ Trong phòng đã mở mở tối Ông Huỳnh đứng dậy gọi bồi lên châm đèn Hoàng Anh từ nãy vẫn thập thò đứng ở cửa buồng phía trong Nghe lỏm chuyện tâm sự của cha mình kể với anh chàng văn sĩ láo lỉnh Đã làm cho lòng nàng sao xuyên mấy phen ấy Một lát sau khi châm đèn Tên bồi bưng cơm lên Ông Huỳnh gọi Hoàng Anh ra để cùng ngồi ăn Nhất định nàng không ra Vì nàng nhận thấy ngồi cùng mâm với anh chàng Nó ngừa ngượng làm sao ấy Một mình ngồi ăn cơm trong phòng học Nàng nghĩ vẩn vơ lắm chuyện đến hay Thỉnh thoảng nàng lại thấy những dịp cười giòn giã của cha Và chàng trẻ tuổi ở bên buồng ăn vọng sang Ăn xong Hoàng Anh đem sách ra học Mắt nàng tuy cắm hẳn lên trang giấy mà nàng vẫn chẳng thuộc được bài. Đêm ấy, biết là Bích Lương ngủ lại ngoài phòng với cha mình, nên nàng đi ngủ mà thao thức mãi không ngủ được. Nàng phải vùng dậy đốt ngọn đèn nhỏ, lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc, rồi vì mỏi mắt, nàng mới ngủ tiếp đi lúc nào. Chương 6 Đêm trước uống rượu với ông Huỳnh say quá, Bích Lương đặt mình nằm là chàng ngủ ngay một giấc đến sáng. Dậy, vừa rửa mặt xong, đang ngồi uống nước thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng một lát sau tham phượng ăn vận quần áo đi săn vai đeo khẩu súng vào tới nơi tham phượng thấy bích lương ở đấy chàng vội reo ơ anh xuống bao giờ mà không lại tôi ấy xuống từ chiều hôm qua vào cụ đây cho ăn cơm rồi sai quá định lại anh mà không đi được nữa bây giờ cũng mới sắp lại anh và thế nào noel này anh được nghỉ mấy ngày Thàm Phượng đáp Chỉ được nghỉ có 5 ngày thôi Muốn đi Hà Nội lại sợ tốn tiền Nên định lại đây rủ cụ Huỳnh đi bán chơi Vì ông Huỳnh cũng có súng Không ngờ lại gặp anh Cả anh nữa Ta đi chi nê bán nhé Bích Lương chưa kịp trả lời Thàm Phượng đã quay về phía ông Huỳnh Ấy thưa cụ Anh Bích Lương con đây tuy là nhà văn Mà bán hay tuyệt Để những tay thiện xạ đường ngược Vị tất đã ăn đứt hoãng chạy mà anh còn bắn bách phát bách chúng đấy cụ ạ. Và chàng quay lại nói với Bích Lương. Đi về anh thì ra có con gì là anh bán mất. Chúng tôi mà đóng vai bồi thêm, cha cũng vô địch nốt. Nói xong chàng cười vang. Bích Lương kiều hãnh đáp. Thế là hàng năm tôi mới lại mò đến khẩu súng một lần đấy. Nhưng giờ tôi không có súng thì đi bán bằng gì. Đây, anh lấy súng tôi, để tôi lại mượn lão nghị bình vì lão đó mua súng để làm cảnh dễ thường lão chưa dám bán phát nào bao giờ ông huỳnh thấy tham phượng công kích lão nghị bình ông thích lắm và ông thấy ông cũng còn là người biết chơi súng vui vẻ ông nói với hai người ồ oh, cả hai ngày cùng đi nữa thì cuộc gian này hẳn vui vẻ lắm hôm nay lại mát rồi lúc về chắc có chén hoàng anh đứng trong cửa thầy cha và hai chàng sắp đi bắn nàng nhí nhảnh chạy ra đi bán na, đi bán thích lắm, bà cho con cùng đi với, con thích vào rừng chảy sim và lội suối mò ốc nữa. Tham phượng khôi hài, phải đấy, cô mò ốc cho chúng tôi làm đạn bán nhé, càng khỏi tốn tiền mua đạn. Cho là một câu chế diễu, Hoàng Anh thẹn đỏ mặt, cúi đầu lại bên ông huỳnh phụng Phịu. Bà cho con đi với nhé. Hai chàng cùng nói, vâng cụ nên cho cả cô em đi chơi để đổi không khí. Khỏe người, nhất là đi săn của. Sợ con giận dỗi và có lời hai chàng, ông liền quay lại. Ừ, cho đi, nhưng mỏi thì cô đừng có kêu. Thầy cha cho phép, Hoàng Anh sung sướng quá, nàng vội chạy vào nhà trong sắm sửa. Nửa giờ sau, chiếc ô tô của tham phượng sang qua phả sông đáy, vùn vụt tiến trên con đường đất đỏ, dần tuôn hút mãi vào đám rừng cây xa tắp Chiếc xe vừa bốn chỗ ngồi, tham phượng cầm lái, bích lương ngồi bên, còn phía sau ông Huỳnh, Hoàng Anh, hai con Lyon ông và Tupi. Xe vẫn chạy vùn vụt như gạt lùi về phía sau những cây bổ kép và những thửa ruộng cao thấp ở hai bên đường. Bốn người cùng trầm ngâm, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người có một tâm sự riêng. Hoàng Anh, nàng thấy lòng tưng bừng lắm lát lát nàng lại phải cúi mặt nhìn xuống hai con chó ngồi bên chân để tránh những đôi mắt đắm đuối của bích lương nhìn lại tuy e thẹn mà lòng nàng thấy ấm áp những sợi tóc gió phất phất ở mang tai ở má giá lúc khác thì nàng thấy khó chịu lắm nhưng lúc này nàng thấy dễ chịu lạ nó như một bàn tay nhẹ nhàng êm dịu mơn trớn vuốt vai nàng bấy giờ nàng nhìn cha sẽ mỉm cười và như say sưa trong huyễn mộng Ông Huỳnh thì thấy lòng lâng lâng như đầy đủ lắm rồi Ông tin tưởng chỉ nay mai ông sẽ là ông Hàn, ông Nghị Ông sẽ có cái miếng bằng ngà trên có mấy chữ son đỏ Đeo ở phía ngực bên phải Ông mỉm cười với ý nghĩ ấy của mình và thầm nhủ Ai ngờ cái miếng bằng ngà con con ấy Mà che được cả cái tên cai xe đã 20 năm rồi ở miệng người ta Đoạn bất giác ông đưa tay mân mê lên ngực Như để tìm một cái gì trong lúc ấy Bích Lương cũng đang mải mê Với cái mộng sang giàu của chàng Chàng yên chí là thế nào cũng thành sự thực được Bấy giờ chàng thấy yêu đời tha thiết lạ Tham Phượng lại nghĩ khác Chàng chỉ mong cho Bích Lương nắm được cổ lão cóc vàng Thỉnh thoảng cần tiền đánh cá ngựa hay tậu xe mới Là lại đấm Bích Lương giam 300 một nghìn Chả nhẽ khi đó anh chàng lại không đưa Bốn bánh xe vẫn quay Và bốn cái đầu óc vẫn luân chuyển những ý nghĩ khác nhau nhưng vẫn không ngoài mấy vấn đề tình, tiền và danh vọng. Xe đã vào đến cửa rừng, thàm Phượng từ từ hãm máy và cho xe đỗ dưới vòng cây ôm tùm. Một mát rơi ùa đến, cửa xe mở, hai con chó nhảy xuống trước, bốn người bừng tỉnh mộng cùng bước xuống với một bâng khuâng ở trong lòng. Giữa tháng tản thu, cây rừng thưa lá bị úa vàng và đã rụng rãi đầy mặt cỏ. Trên cành chim kêu giáo rác, thỉnh thoảng như lại nép vào nhau vì một luồng gió lạnh thổi vèo vèo theo một con đường quang hơn bốn người càng đi sâu mãi vào hai con chó hết lồng vào các bụi nọ đến bụi kia thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng và lại lồng ra hoàng anh sung sướng quá nàng nhảy nhót như con chim sơn ca được thấy ánh sáng mặt trời buổi sáng nàng cười nói huyên thiên còn ông huỳnh tham phượng và bích lương đều hăng hái như ba nhà chiến sĩ vác súng xông ra trận địa. Đã vào tới khu rừng sâu, khu rừng này xưa nay có tiếng là lắm thú vật. Tham Phượng Bích Lương chia ra một bọn, ông Huỳnh và Hoàng Anh một bọn, mỗi bọn do một phía, yên lặng tiến vào khu rừng sầm. Bỗng mấy tiếng chó sủa từ trong một bụi lao vang ra, rồi tiếp một con hươu non ngơ ngác chạy ra chỗ gần ông Huỳnh nấp. Ông vội đưa súng lên nhằm và bóp cò. Sau tiếng súng nổ đoàng, miệng súng phát ra một đám khói trắng xóa. Con hươu non lộn đi một vòng, rồi nằm dậy chết. Hoàng Anh thích quá vùng chạy ra nằm lấy một chân con hươu, kéo sành sạch với con Lyon và con Tupi. Nghe tiếng súng nổ, ở bụi đằng kia Tham Phượng và Bích Lương cũng vác súng chạy lại. Ai ngờ tiếng súng nổ ấy đã làm kinh động đến một con gấu lớn, nằm ngủ trong một bụi rậm phía sau chỗ ông Huỳnh nấp. Nghe tiếng nổ, nó dần mình trồm dậy. Ngửi thấy mùi thuốc súng, Tưởng có kẻ định hại mình Ngài nhìn thấy có người ở gần đấy Đang quay lưng lại Con gấu liền tung mình nhảy tới Và đưa tay tát vào mang tay người đi săn Ngay tiếng soạt phía sau Ông Huỳnh dần mình chưa kịp tránh Đã bị bàn tay con gấu tát vào má Ngã lạ người đi Và con gấu lại trồm vồ theo Đằng kia tham phượng và bích lương Tiến lại thấy ông Huỳnh bị nạn Nhanh như cắt Bích lương đưa súng lên ngang mày bóp cò Tiếp theo phát đạn nổ con gấu to xù ngã vật ra bên chỗ ông Huỳnh đã chết ngất đi Trên mặt con đầm đìa những máu Hoàng Anh Hoàng hốt chạy lại ôm lấy cha Và hai chàng cũng vội xuống đến Trong phút kinh hoàng ấy Hoàng Anh Nàng thấy không có nước mắt để khóc nữa Mặt nàng tái xám hẳn đi Nàng cùng Bích Lương hết sức để vực ông Huỳnh ra chỗ ô tô đỗ ngoài cửa rừng Còn Tham Phượng cũng lếch thách vác ba khẩu súng Và kéo lê con hươu theo ba người đang như bị đánh lắng vào cái phút hãi hùng vừa qua muốn phà tan cái không khí đó tham phượng vội nói chắc ông cụ không việc gì đâu may mà anh bích lương giết ngay được con ác thú ấy hoàng anh đã bớt lo sợ cho tính mệnh của cha mình nàng ngước mắt nhìn bích lương nức nở liệu ba tôi có việc gì không ông không lo được cô ạ à, chỉ lát nữa là ông tỉnh dựa khi ấy không biết vô tình hay hữu ý Bích Lương trở tay Đưa đỡ đẻ cả lên tay Hoàng Anh Hoàng Anh tuy còn lo lắng Về vết thương của cha song nàng vẫn không khỏi thấy một gần gợn lạ lùng Chạy trên da thịt nàng Vì đó là lần đầu tiên trong đời nàng Mới đụng chạm vào da thịt một thiếu niên Nàng thấy e thẹn Nhưng nàng vẫn để nguyên tay không rụt lại Không phải vì nàng sợ cha mình rớt ngã Mà chính ra nàng sợ làm thế Mít lòng bích lương Một người đã cứu cha nàng khỏi chết Tỏ vẻ cảm động Nàng ấp ủng nói với Bích Lương Nhà tôi mang ơn ông nhiều lắm Bích Lương sung sướng đáp Đó là sự tình cờ Có gì mà Hoàng Anh quá khen Hai tiếng Hoàng Anh chàng nói rất nhỏ Với tất cả sự êm đềm thân mật của lòng chàng Hoàng Anh càng cảm động hơn nữa Đôi mì mắt nàng chớp nhanh hẳn lên Ông Huỳnh bừng tỉnh Hé mở mắt Hoàng Anh vừa mừng vừa thẹn Vội rụt tay về Bích Lương rèo. Ô, cụ đã tỉnh. Có đau lắm không thưa cụ? Bằng một giọng mơ hồ, mệt nhọc, ông hình hỏi. Tôi còn sống hay đã chết tên này? Tham Phượng cười giòn tan. Cụ tỉnh rồi đấy à? Trên trần đây, có phải là ông Phủ đâu? Nhìn thẳng vào Bích Lương và Hoàng Anh, chàng tiếp. Tới xe kia rồi, mau ta dìu cụ lên xe, để về nhà phục thuốc. Cố đi! Trường 7 Ông Huỳnh đã khỏi hàn được mấy hôm nay soi gương thấy bên má chỉ còn có một vết sẹo dài bằng quân bài thẫm đỏ Ông lại phải dùng mình Nhờ đến hôm đi săn ở rừng Chi Nê bị nạn Và nhớ đến Bích Lương Anh chàng đã cứu ông khỏi chết Nhớ đến Bích Lương Ông lại nhớ đến danh vọng Ông lẩn thần nghĩ và lầm bẩm Giá hôm nọ mình chết đi Thì ra vẫn chỉ là con ma chân trắng Nói xong ông cho là ông còn to hồng phúc lắm nên giời kia mới run rủi cho ông gặp bích lương anh chàng này vừa cứu ông thoát nạn mà chưa biết chừng còn đưa ông đến cả bực thang danh vọng nữa may làm sao cho bích lương dự khi đó người mối của chàng sai về vào tới nơi ông huỳnh liên tiếp đãi rất niềm nở tử tế mụ mới dở khoa tán ra hết lời tán dương tài cán bích lương và sau cùng mụ nói xin ông gả con gái cho chàng vẫn đợi cái ngày hôm nay nên ông Huỳnh vui vẻ nhận lời ngay Mụ mối trở về Hà Nội Đem tin mừng cho Bích Lương Chàng vui vẻ quá Hí hửng như kẻ bắt được vàng Ai ngờ khi vui vui quá Chiều hôm đó Bích Lương lại nhận được Cả nghị định được phép ra tờ báo Chàng vội vàng sửa soạn ngay Để kịp sáng hôm sau đi Hà Nam Báo tin đó cho ông Huỳnh biết Sau khi ông Huỳnh biết được tin đó Ông liền vào nhà trong mở két Đếm đủ số một vạn đồng ra Đưa cho Bích Lương về Hà Nội để thu xếp nhà cửa làm tòa báo và ông bảo chàng về việc con bé em tôi định để cho ngài đến đầu tháng chạp này thì cưới nghĩa là một tháng nữa bích lường vẫn im lặng mở cặp nhanh nhẹn xếp những tập giấy bạc vào và trong đầu chàng nghĩ rằng cây của mồ hôi nước mắt bóc lột người ta này kỳ có bao lâu đã làm khổ bao nhiêu người bỗng ngày nay lại làm sướng cho ta chàng mỉm cười sung sướng và nghĩ tiếp đời chỉ là một trường bóc lột đổi trác tranh giành nhau tình tiền danh vọng kẻ này đem tình tiền để mưu cầu danh vọng kẻ kia đem danh để đổi lấy tình tiền nhưng rút lại ít ai được hoàn toàn người có tiền không danh vọng kẻ đã có danh vọng không có tiền thằng có cả danh vọng và tiền lại không có tình thật là cái vòng lần quần của tạo hóa kể ra rất công bình phải chăng ông trời kia xếp đặt sẵn để cho đồng tiền được lưu thông một câu nói của ông Huỳnh ngắt luồng tư tưởng của chàng Hôm nay ngày về thì hôm nào báo ra được Bích Lương vội đáp Thưa cụ chỉ độ 10 hôm Ông Huỳnh nhắc thêm Phải đấy Ra đường một số báo đi Còn liệu đến việc vui mừng chứ Tết nhận đến nơi rồi Tôi lo cho ngày nhiều việc quá Bích Lương bè nhún nhặn đáp Dạ thưa cụ Con tin ở sức khỏe và sự chịu khó làm việc của con ông huỳnh cười hà hà ấy tôi thấy các ngày làm việc bây giờ mà tôi thèm tôi nhớ lại khi còn ít tuổi gớm chóng thật mới ngày nào tiếng ngày nào nhắc ông lần lượt nhớ hết lại từ khi còn là một thằng mặt bùng như thị dụng đã trôi giạt về đây cho đến bây giờ cả một cuốn phim chiếu lại trong đầu ông có mấy phút đồng hồ mà không sót một việc gì từ khi là một thằng ma cả bông cho đến bây giờ là nhà đại phú Kể đời ông đã phải dùng biết bao nhiêu tâm cơ Thốt nhiên bây giờ đem một số tiền lớn đưa cho kẻ khác Chẳng biết có nên cơm cháo gì không Hay lại uổng cả Nghĩ đoạn Ông đầm tiếc món tiền đó Ông đã toàn bảo bích lương trả lại Sao nghĩ đến cái tên cai xe của mình Nên ông lại thôi Nhưng đôi mắt ông vẫn đăm đăm Nhìn vào cái cặp của bích lương Và ông nuốt nước bọt Khi những tập giấy bạc đã nằm cẩn thận Ở trong ngăn cặp của mình rồi bích lương lại hết bỏ tập giấy này vào lại lôi tập kia ra giờ giờ đọc đọc lại rút bút máy ra biên biên chép chép và thỉnh thoảng lại hạ cái kính trắng đổi mồi xuống lấy mùi xoa lau trông chẳng lúc ấy thật có vẻ một người toàn làm việc bằng tư tưởng lắm nhưng kỳ thực bích lương còn nần ná như vậy là vừa để loài ông huỳnh và để đợi hoàng anh tan học về cho được gặp nàng khi người ta đã có tiền rồi người ta liền nghĩ ngay đến tình ngoài danh vọng Ngước mắt lên chiếc đồng hồ trên tường Kim đã chỉ 4 giờ 15 Bích Lương đứng dậy Cáo từ ông Huỳnh để ra tàu về Hà Nội Xong kỳ thực chàng đã nói dối ông Ra khỏi cổng Chàng liền thuê xe đến trường nữ học Xuống xe Chàng đứng đợi ở một gốc cây bàng Vì chàng biết trước Hoàng Anh tất sẽ do lối ấy về nhà Một lát sau hồi trống trường nổi dậy Các nữ sinh như những con chim Sẻ sổ lồng bay ra Và tàn dần về các phố May cho Bích Lương Hoàng Anh hôm đó lại ra muộn một chút Nên nàng đi sau cùng Bích Lương tiến đến trước mặt nàng Ngả mũ chào Hoàng Anh bẽ lẽn trả lời Và nàng muốn dạo chân mau bước về Mặc anh chàng đứng đó Xong làm sao chân nàng tự nhiên díu lại Rồi nàng thầm nghĩ Cái anh chàng này đến hay Liền ông đâu mà chơi chẽn lạ Cứ đi đứng đợi và săn đón người ta để làm gì nhưng Bích Lương vẫn lẹo đẹo đi lên Chàng giờ hết khoa nói ra để thử ý xem Hoàng Anh có yêu mình không Hơn nữa Để biết rõ ràng xem Gia tài của ông Huỳnh và vốn liếng riêng của nàng Tất cả có bao nhiêu Chàng tỉ mỉ hỏi chuyện Hoàng Anh vẫn thản nhiên ngây thơ trả lời Giữa lúc đó Bỗng một cơn gió lớn nổi lên Cát bụi và lá khô quay cuồng trên mặt đất Rồi tiếp ngay một cơn mưa lớn rội xuống trông trước sau không có cái xe nào đường phố đã vắng tanh hoàng anh cắm đầu rảo bước nhưng bích lương đã đi sát bên nhẹ đưa cái cánh tay cứng khỏe ra quàng lấy lưng nàng và giọng nằn nỉ ban lên em vội gì về thử thả cho anh được nói vài lời và trỏ tay ta hãy tạm vào cái tiệm cà phê kia uống nước và chú mưa đã tạnh rồi hãy về không sao được vì tay Bích Lương đã giết chặt lấy lưng nàng. Nhất là ít lâu nay, Hoàng Anh thường được đọc những bài thơ rất du dương ở một tờ tuần báo kia. Rồi tự nhiên nàng đã đâm mơ ước viển vông, đâm yêu thi sĩ, nên thấy cha nàng bảo Bích Lương là văn sĩ kiêm cả thi sĩ, làm chi lòng nàng không có thiện cảm. Vì thế nàng không thấy Bích Lương là đáng ghét nữa. Nên bấy giờ nàng không chống cự Bích Lương, mà còn cảm thấy một ấm áp chạy khắp trong da thịt giữa lúc bên ngoài giá lạnh vì gió mưa vào đến trong tiệm cà phê. Bích Lương đưa Hoàng Anh thẳng lên phòng trên gác, chọn một cái bàn hẻo lánh nhất để cùng ngồi. Chàng lấy mùi xoa ra, thấm nước mưa trên tóc, trên vai áo cho Hoàng Anh và mình. Tên bồi đã chạy lên. Thưa ông bà dùng gì? Câu nói vô tình làm cho Bích Lương sung sướng. Chàng lả lơi đưa mắt nhìn Hoàng Anh. Hoàng Anh thì đỏ mặt lên, cúi đầu nhìn xuống hai mũi giày ướt sũng. Tên bồi lại hỏi Thưa ông bà dùng gì? Bích Lương vội đáp. Anh cho địa bánh ngọt và hai cốc cà phê sữa nhé. Khi tên bồi chạy xuống rồi, Bích Lương vẫn vẻ là lơi tình tứ nhìn Hoàng Anh nói. Dễ thưởng trốn, không cho người ta sò mũi lôi về Hà Nội đấy mà thẹn. Hoàng Anh vẻ nũng nỉu, lấy tay đập vào vai Bích Lương. Người đâu mà chơi chẽn quá. Xong Bích Lương đã của tay ra quàng lấy lưng nàng và kéo sát vào lòng mình. Vì lúc đó trên gác tiệm không có người khách nào nữa Cả tên bồi cũng chưa lên Ngoan ngoãn Hoàng Anh ngả người vào lòng Bích Lương Nàng thấy người nàng nóng rực và hơi thở như bị tắc Nhưng Bích Lương đã cùi xuống dần dần Hoàng Anh né mặt tránh Xong cặp môi Bích Lương đã dính vào chán Vào má, vào môi nàng Và chàng càng siết chặt tay hơn nữa Hơn nữa Làm Hoàng Anh thấy tê tái cả người Nàng nép đầu vào lòng Bích Lương mắt từ từ nhắm lại và để nghe hai bàn tay bích lương chạy trên bộ ngực đang căng nở, đang dạo dực của mình. Hoàng Anh còn đang quản quại đê mê trong những cảm giác say dưa và êm dịu đó. Bỗng có tiếng chân người lên cầu thang. Nàng giật mình, mở mắt ra rồi vùng gỡ tay bích lương ngồi dậy. Hoàng Anh thấy khuy áo của mình đã tuột cả ra và hai mắt của Bích Lương đỏ ngầu. Tự nhiên nàng thấy ghê sợ như đứng trước một con thú dữ nàng liền đứng lên vơ lấy cái cặp của mình và vùng chạy xuống gác bỏ lại tên bồi mới lên và ông khách hàng trố mắt nhìn nhau ra khỏi cửa hoàng anh cứ mê man cắm đầu chạy không dám nhìn lại hết đoạn đường ấy đến đầu phố quy lửu nàng mới đứng lại vuốt nước trên tóc trên mặt và ngơ ngác nhìn quanh tưởng như vừa tỉnh một giấc mơ hãi hùng quần áo nàng ướt hết dán chặt vào da thịt làm nàng thấy hổ thẹn Nàng vội gọi xe để về nhà Về đến cổng Hoàng Anh còn đứng thập thò mãi mới dám bước vào Nàng cứ tưởng như mình vừa mới làm một sự gì bất chính Dù Bích Lương là người chồng chưa cưới của nàng đi nữa Vào đến trong nhà Ông Huỳnh thấy con vội bảo Khổ chưa? Ướt hết cả Sao con không thuê xe mà về? Thôi đi thay quần áo đi mà ăn cơm Kẻ lại cảm bây giờ Hoàng Anh thấy cảm động vì câu nói của người cha thân yêu. Nàng thấy sung sướng lắm. Nhưng làm sao mặt và hai tay nàng bỗng nóng bừng lên. Chương 8 Tờ tuần báo con Yểng đã ra mắt quốc dân được 10 số và Hoàng Anh đã theo chồng về Hà Nội ở được 3 tháng nay rồi. Từ ngày cưới, Hoàng Anh về ở với Bích Lương. Chồng nàng tuy rất yêu chiều, song nàng cũng vẫn buồn giàu. Nhớ tiếc những ngày thơ ngây khi còn đi học ở Hà Nam Ba tháng trăng mật đã trôi qua Bây giờ Hoàng Anh thấy tính chồng nàng đã khác trước Hệ nói với vợ câu gì là gắt câu ấy Chỉ khi nào cần đến tiền mới tử tế hỏi han đến vợ vợ ông nhạc thôi Bây giờ Hoàng Anh mới hiểu cái dụng tâm của chồng mình Nghĩa là chồng nàng coi nhà nàng là cái mỏ Trước kia chẳng qua vì cha nàng háo hức tìm danh vọng Định lợi dụng chồng nàng để đưa đến chỗ mong muốn Cho đến bây giờ Kể ra ông Huỳnh đã phải bỏ ra cho chồng nàng đến hơn 3 vạn đồng Còn nàng, vốn riêng có đồng nào Bích Lương cũng nạn dần cho đến hết Không những thế Về văn nghệ của chồng Hoàng Anh thấy thật quả không biết tí gì Có bài nào trên báo hay hay một chút Tuy nhiên ký tên chồng nàng Xong nàng nhận ra không phải là chồng nàng viết nổi Về nàng cũng biết xét đoán ngay như ở ngôn ngữ Cử chỉ và học lực của chồng nàng thường ngày Chồng nàng ngày nay lại càng quá quát lắm Suốt đêm ngày chỉ chơi bời phong phiếm, cờ bạc Đem tiền huy hoác vào những ca lưu tử điếm Công việc tỏa soạn cơ tờ báo chỉ chuyên giao cho Việt Quyên Một anh chàng chân nghệ sĩ Mà chồng nàng còn có chỗ khốn nạn hơn nữa Là tháng có vài chục đồng trả lương người ta Mà cũng chơi ra như đỉa Nhất là có nhiều bài Việt Quyên viết hay lắm Nhưng chồng nàng lại không nhận thấy chỗ đó Trái lại Với chồng nàng chỉ bài nào phỉnh nịnh nhiều là hay Tuy ở nhà trong nhưng nhiều hôm Hoàng Anh đã thấy chồng nàng và Việt Quyên công kích nhau về tư tưởng trong những bài văn như thế ở ngoài phòng giấy. Từ bấy nàng cũng nhận rõ thấy cái đê hèn của chồng mình, thật trái với Việt Quyên một rời một vực. Bích Lương là chồng nàng mà đã có lúc nàng phải nghĩ rằng nếu ở cái xã hội Việt Nam này mà còn sản xuất ra những văn bợ đỡ, những ông chủ báo phỉnh nịnh thì còn gì là cái cao quý của nhà văn nhà báo. Trong làng báo làng văn mục nát thối tha, Chẳng qua cũng do những người như chồng nàng Càng nghĩ đến những chỗ đê tiện của chồng mình Chỉ đem những mảnh khóe bịp đời đi làm tiền về Để cung cho cái thú nhục dục bẩn thỉu mà nàng ghê tởm. Nhiều khi nàng không muốn trông thấy mặt chồng nữa Một vài lần Những lúc chồng nàng đi vắng Nàng ra ngồi chơi ngoài tòa soạn Được tiếp chuyện Việt quyên Nàng càng nhận rõ ở chàng một tâm hồn cao quý Chàng làm với chồng nàng chẳng qua vì nhu cầu cần thiết Áo và cơm tại chàng nghèo lắm song chẳng vì thế mà chàng chịu làm tôi mọi cho đồng tiền đáng nhẽ với đồng tiền chồng nàng thuê chồng nàng bảo biết thế nào thì biết nhưng đã có lần chàng trả lời một câu thế này đồng tiền của ông không thể làm mù quáng lương tâm và danh dự một nhà văn của tôi hoàng anh cứ nghĩ đến việt quyên rồi nàng lại đem so sánh với chồng nàng nàng đâm hối là làm sao trước kia mình đã ngu dại nghe lời cha để lấy bích lương lại cứ tưởng bích lương là một thi sĩ Thật phí cả một đời Bằng một giọng ai oán Nàng thốt lên câu đó Và nàng cảm thấy hạnh phúc đời nàng đã tan nát Nàng quy cả cái tội đó cho bố Cho ông Huỳnh Đã có cái dạ tâm đem nàng là một bức thang đầu tiên Để trực lên đài danh vọng Mà danh vọng có được đâu Lại làm hỏng cả đời con mình Rút lại tiền mất tật mang Danh vọng chỉ là một giấc mơ háo huyền ấy thế mà cha nàng vẫn còn hy vọng mãi Suy xét kỹ hơn Nàng nhận thấy cha nàng cũng chẳng dạy gì Chẳng qua lóa mắt vì danh vọng Kể ra cũng định lợi dụng chồng nàng Thì ra vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn Chồng nàng lại bịp giỏi hơn Có chăng chỉ đáng buồn nhất Là nàng vì quá ngây thơ Mơ mộng Bị chết kẹp ở giữa hai người Chồng và cha Càng nghĩ bao nhiêu Hoàng Anh lại càng thấy khinh chồng và oán bố bấy nhiêu Từ ngày lấy chồng và lên Hà Nội ở đến giờ Hoàng Anh đã từng trải hơn và hiểu đời hơn đôi chút. Nhưng hiểu bao nhiêu, nàng càng thấy rõ những lọc lửa ở xã hội. Chỉ toàn những kẻ hám danh vọng, đói tình tiền. Hai hạng người ấy chạm tràn với nhau, đã làm dập nát bao nhiêu trái tim, bao nhiêu cuộc đời trong trắng ngây thơ như nàng. Đại biểu hai hạng người đó trong xã hội là cha và chồng nàng. Và cũng vì hai hạng người đó mà xã hội từ xưa đã xảy ra bao nhiêu tấn bi kịch, thảm thương. Thí dụ như nàng, sau này nếu quá bi quan về cuộc đời, cũng đâm liều phóng giá cho xác thịt, đi tìm cái khoái lạc độc nhất ở đời, thế là trụy lạc, thế là sẽ thành con đĩ và để rồi cho xã hội lại phỉ nhổ, khinh ghét. Hoàng Anh phỏng đoán là tất cả gái giang hồ, một phần lớn là những người gặp những hoàn cảnh giống như nàng, tung ra với cuộc đời nhầy nhụa nhơ nhớp, vì những người đó không đủ nghị lực chịu lấy đau khổ và nhai nuốt cái thất vọng của mình. Lại còn một hạng thanh niên trí thức nữa. Cũng bị hai hạng người trên đun đầy Nếu không vững về ý chí Và tinh thần Thí dụ như Việt Quyên chẳng hạn Một người có thực học thực tài Muốn ra một tờ báo hay một cuốn sách Thì lại không có tiền Mà những nhà tư bản như cha nàng Thì những người đó lấy sao được tiền ra Để làm cái việc bổ túc cho tinh thần xã hội Và nhân loại Vì những người đó không biết bịp Không biết đem con ốc để giữ câu con cá chấm Đã không có tiền Thì còn chủ trương được việc quái gì nữa đành lại phải đi làm thuê cho kẻ khác những kẻ đó lại gặp những người như chồng nàng chỉ biết trông vào đồng tiền của mình bỏ ra lại muốn kéo người ta về cái mặt trận phản bội quốc dân và đê hèn thì nguy hiểm biết bao nếu không theo tất không làm với nhau được lâu nếu cùng quá vì sinh kế phải theo tức là lại bị trụy lạc về tinh thần nốt lại đắm chìm một tâm hồn cao quý vào đám bùn dơ người nào không bị lung lạc thì ít nhất phải thôi nghề cầm bút mà người nào còn cố phụng sự nghệ thuật và tư tưởng của mình thì đều sống một cuộc đời lay lắt có ăn ngày hôm nay không có ngày mai song những người đó hiếm lắm chẳng qua chỉ là những hạt vàng trong biển cát chương chín hoàng anh dự đoán thật không sai việt quyên đã xin thôi không viết giúp tờ báo của chồng nàng nữa nàng biết là vì tư tưởng của hai người không hợp nhau thì làm với nhau lâu thế nào được mà lạ từ hôm việt quyên không đến tòa soạn nữa làm sao hoàng anh thấy buồn lắm nàng thấy tâm hồn như thiếu mất một cái gì nàng ngơ ngẩn cả người nàng đem phân chất lòng nàng thì nàng thấy hình như nàng đã yêu việt quyên nhưng là cái yêu chân chính cao thượng không phải là cái yêu tục tĩu của thế nhân nhất là những đêm dài nàng bó gối ngồi đợi chồng về hoàng anh lại càng phải nghĩ đến việt quyên đến con người tài hoa lỗi lạc nàng ao ước giá chồng mình là người ấy Giá cái của kiếm được một cách bất nhân của cha nàng vào tay người ấy Họa hoàn cũng gỡ được cái tội bóc lột từ bao năm Người ấy mà được cái gia tài của cha nàng Thật là không uổng Chắc chàng sẽ làm được nhiều việc hay cho xã hội nhân quần Chứ không như chồng nàng Có đồng tiền thì hãnh diện vông vinh Đem tiền mà ném vào những nơi có thể làm tiêu hết danh dự làm người Đem tiền ấy để đút lót Cầu xin cái danh vọng hão huyền Để mua lấy những tiệc tùng xa phí thế đãi người ta mà vẫn bị người ta cười vào mũi cho là ngu, là con lợn. Trong những lúc ấy, chắc Việt quyên, chàng đang dạo bước trên con đường bụi để về một căn gác cho ở ngõ hẻm của Kinh Thành. Một căn gác mà cái cầu thang ọp ẹp, tưởng vui nham nhở, như là nó đánh dấu những cái thất bại điêu linh của người chủ nó ở đấy. Có lẽ chàng không có giường nằm, phải giải chiều xuống sàn gác. Có lẽ không có cả bàn viết, lúc viết chắc chàng phải dùng đến cái mặt hòm. Có lẽ chàng không có cả thuốc lá để hút nữa Chàng sống với sự nghèo nàn Và vẫn vui với sự nghèo nàn của mình Liên miên Hoàng Anh nghĩ mãi tới đó Bỗng có tiếng đập cửa Nàng biết là chồng về Nhưng mặc kệ chẳng buồn thưa Một lát sau tên bếp ở nhà trong ẩm ở Vùng dậy xôn xoan vì rét chạy ra mở cửa Bích lương vào Trông thấy vợ còn ngồi ở giường Chàng sẵn lời nói Ngồi đấy mà để người ta gọi cửa đến một giờ đồng hồ. Hoàng Anh hậm hực đáp. Nhưng tôi ốm. Chỉ có ăn vào ốm. Ốm để chết ai đây? Nghe chồng nói giọng đều già ấy. Hoàng Anh tức uất lên, nghẹn lời không nói được gì nữa. Nàng gục mặt xuống hai bàn tay khóc nức nở. Đã chẳng an ủi vợ hay hỏi han gì được một câu. Bích lương sồng sộc vào mở két và lại mở cửa ra đi Giữa lúc đồng hồ trên tường lanh lành buông hai tiếng Bích Lương đã ra đi khỏi Hoàng Anh chán nản thở dài Và thầm than cho số phận trả ra gì Nàng thương thân mình bao nhiêu Thì oán bố và giận chồng bấy nhiêu Oán bố giận chồng bao nhiêu Nay lại càng kính trọng và yêu mến Việt Quyên bấy nhiêu Nàng nhận ra dù nàng yêu Việt Quyên song không phải nàng là người hư Vì gặp cái hoàn cảnh như thế Ai dạy gì mà nuốt đau khổ mãi Nàng nghĩ thà làm gái giang hồ Còn hơn là vợ một người khốn nạn lọc lừa như chồng nàng Một người không có lương tâm Một người tầm thường nhất trong những người tầm thường Bỗng một con mũi đậu trên chán Nàng đưa tay lên đập con mũi Một tia sáng từ ngón tay nàng tiết ra Nàng chợt nhớ là nàng còn có một cái nhận kim cương mà chồng nàng không biết Giả dạ nếu biết Thì chồng nàng đã chẳng để yên cho nàng đeo đến bây giờ Tuy ngây thơ thật nhưng làm sao trước kia nàng đã biết nói dối bích lương đấy là cây nhẫn mặt thủy soạn chỉ đáng vài hào thôi nên nó mới còn đến ngày nay tự nhiên có một tư tưởng rất phóng khoáng là nàng định ngày mai đi bán cây nhẫn đó lấy tiền để gửi giúp việt quyên giúp anh chàng nghệ sĩ nghèo túng kia để anh chàng có làm được việc gì có ích chăng chứ nàng cứ để đeo thì nó là một vật vô dụng mà biết đâu ngày kia bích lương chẳng biết là một của quý mà khi chồng nàng đã biết là của đáng tiền thì sẽ chẳng còn ở tay nàng nữa hoàng anh khẽ nói để tự nhủ ở đời ta hãy làm lấy một việc gì gọi là có ích nói đoạn nàng tự mỉm cười cho câu nói của mình bán cái nhẫn kim cương ấy được đúng một nghìn bạc hoàng anh liền ra ngay nhà bưu điện mua cái ngân phiếu bảo đảm gửi cho việt quyên gửi xong nàng thấy tâm hồn rất thơ thới nàng ung dung đi bộ trở về về đến nhà nàng lại muốn đi ngay vì cha và chồng nàng đang cãi nhau về chuyện tiền nong nàng thấy cha gắt với chồng nàng anh lấy mấy vạn đồng rồi mà đã đem lại cho tôi được cái gì đấy cả cơ nghiệp tôi còn cái nhà nữa đấy anh có cần tiền in báo để tôi về tôi bán nốt bán nốt để vài năm nữa về già tôi sẽ đi ăn mày bích lương thản nhiên trước câu nói ấy và cười gằn đáp ông dậy quá lời nghĩa là đâm lao thì phải theo lao Tôi hết sức lo để ông được chức tước gì Nhưng chẳng qua là cái số của ông chưa đến ngày đạt Lần này thì chắc chắn lắm Người ta chỉ đòi có 5.000 nữa thôi Ngài Bích Lương lại hỏi đến tiền Ông Huỳnh thấy xót ruột lắm Nhưng ông như người đang đi xuống một sườn đồi dốc Ông đành phải để cho đà nó tuột đi Ông ngập ngừng trả lời Bích Lương Như một kẻ tội phạm thú tội mình trước mặt quan tòa Như một ông triệu phú sắp thú cái kết bạc của mình để đâu cho một cái tống tiền đã tỉ miệng súng vào ngực. Một cái trò tay, một câu nói lúc ấy có thể đem lại cho người ta sự giàu có, sống chết, sang hèn. Được, để tôi về thu xếp bán cái nhà đang ở đã. Nói xong câu đó mà mặt ông tái xám hẳn đi, tay run lên, còn Bích Lương vẫn thản nhiên. Vâng, thế ông về lo liệu ngay trong vài hôm, phe này thì ông thỏa chí không phải phàn nàn gì nữa. Lại thấy một tia sáng trong đêm tối Nét mặt ông Huỳnh trở lại hồng hào và ông sẽ mỉm cười. Khoác cái áo đứng dậy đi ra cửa, ông còn quay lại dặn với "Thôi tôi ra tàu ngay bây giờ cho sớm sủa nhé, anh ở lại mà thu xếp." Ông Huỳnh lên xe tay bảo kéo ra ga, và ông thấy như vang vẳng bên tai ông câu phong dao, "Chăm bó đuốc thế nào cũng vồ được con ếch, còn ếch của ông là cái phẩm hàm." Ý nghĩ trong câu đó đã an ủi ông. Ông vẫn còn tin tưởng và hy vọng Chương 10 Hoàng Anh trễ chàng tiến lại trước gương Nàng thấy bụng mình đã đội cao hẳn lên Nàng mới chợt nhớ ra là nàng đã có mang được mấy tháng Nàng đẩy tay vào bụng mình Và não nuột buột tiếng thở dài Nàng lại phải nghĩ đến chồng và cha Nàng cố nuốt đau khổ và căm hờn Nhưng trên mắt nàng đã rưng rưng hai mảng lệ Bỏ tấm gương nàng uể oải lê bước ra chiếc ghế mây kê bên cửa sổ Nàng gieo mình xuống đưa mắt mệt nhọc nhìn ra mãi chân trời xa. Hoàng Anh nhớ lại từ hôm cha nàng về, bà nốt cái nhà ở Hà Nam được 5.000 lên, đưa cho chồng nàng để đi lo liệu. Thế là từ đó biến mất không thấy chồng nàng lai vãng về đến nhà nữa. Kỳ báo đến hạn cũng chẳng ra, thư đòi hỏi các nơi đổ về như bươm bướm. Nàng lấy làm lại cho chồng nàng quá. Nhưng giả dụ chồng nàng có ở nhà Trăng nữa, thì nàng cũng cứ ngồi lì cả ngày ở trên gác. Nghĩa là nàng không muốn trông thấy mặt chồng nàng nữa Vì trông thấy bao nhiêu Chỉ càng thấy đau xót thêm cho nàng Nàng vẫn liên miên với những ý nghĩ chưa chát đó Đáng nhẽ khi một người đàn bà có mang Là lúc sung sướng nhất Có thể ký vào đứa con sau này Bao nhiêu hy vọng và ước mơ Khi người ấy đã thất vọng vì chồng Với một người đàn bà Dù buồn giàu đến đâu Xong có đứa con Thì nó cũng có thể là cái an ủi duy nhất Nhưng với Hoàng Anh Nàng lại nghĩ khác Vì những cử chỉ của chồng và cái tâm địa hèn hạ kia Nàng còn lạ gì nữa Nàng đã cảm thấy cả cuộc đời bấp bênh của mình Cuộc đời nàng càng bấp bênh Thì đứa con của nàng sau này chỉ là một sầu hận Hoàng Anh vẫn vơ so sánh Giá dụ Việt Quyên là chồng nàng Mà đứa con trong bụng nàng là con chàng Hay con một thi sĩ nào chẳng hạn Thì nàng sung sướng biết bao Dù nghèo nàn đến đâu chăng nữa Nhưng nàng vẫn có thể vui sống như thường Bây giờ nàng mới thấy người ta được sinh ra ở một gia đình giàu có, không là một điều hạnh phúc, mà là một tai nạn. Ngay như nàng, nếu đã sinh ra ở một gia đình nghèo nàn, thanh bạch, thì đâu đến nỗi có ngày nay. Nàng chỉ lấy làm lạ cho đời, sao vẫn cứ than nghèo, than rách. Nàng thì nàng cho rằng, nghèo và rách mà có một tâm hồn cao quý mới là sống, mới là đáng kính. Còn những kẻ giàu có, sang trọng, mà tâm hồn nhơ bẩn, thì mới thật là đáng khinh đáng bỉ. Nghĩ vậy, Hoàng anh lại phải nhớ đến Việt Quyền. Anh chàng có một tâm hồn cao quý, lần trong bộ quần áo bạc màu. Bây giờ chắc chàng đã nhận được số tiền của ta gửi tặng. Chắc giờ này chàng đang hăm hở với công việc lắm đây. Chắc bao nhiêu bạn nghệ sĩ với chàng cũng có thể nhờ số tiền nhỏ đó mà đời biết tiếng tăm thêm lên được. Ta thừa đoán là chàng không coi giải đồng tiền mà đem hi hắc vào những nơi nhơ bẩn liên miên nàng lại nghĩ đến con dung con uyển hai con bạn cùng học với nàng trước bây giờ cũng đã lấy chồng chúng nó lấy chồng nghèo nhưng chúng nó sung sướng lắm hôm nọ nàng lại chơi với con uyển nó cũng có mang được mấy tháng như nàng nhất là nàng thấy bạn đang say sưa ngồi đan những đôi tất những cây mũ rất xinh xẻo cho con mà nàng thèm việc đó thật là việc sung sướng nhất đời của người đàn bà nhưng làm sao nàng không thể ngồi yên mà làm những việc ấy cho đứa con nàng sau này rồi nàng còn được nghe hai vợ chồng nó cãi nhau vì đặt sẵn cái tên cho đứa bé sẽ ra đời hay và không hay thế là chúng nó lại giận nhau và một lát sau lại xin lỗi nhau để lại cười đùa như phá lên trong hạnh phúc gia đình nhà bạn hoàng anh thấy lòng mình càng tê tái lúc ấy nàng lại nghĩ đến chồng đến cảnh ngộ của nàng mà nàng càng thấy xót xa cộn lên ở trong lòng thế là hoàng anh vội đứng dậy từ giã vợ chồng bạn để về nhưng về đến nhà Nàng lại càng thấy đời nàng hưu quạnh hơn Chồng nàng thì chẳng thấy lai vãng về đến nhà nữa Mà tiền in báo Tiền nhà còn thiếu Người ta đổ xô đến đòi hỏi ẩm ý Nàng đã thấy nguy cơ vong đến vận mệnh của mình Xong nàng liều cứ ỉ ra ở trên gác Và cho đầy tớ ở nhà dưới trả lời những người đến đòi hỏi rằng Ông bà chủ đi vắng xa chưa về Những lúc này Nàng nghĩ thấm thía lắm Nàng nhận rõ khi trước chính nàng cũng vì mơ ước có một anh chồng thi sĩ, muốn tên mình bất diệt bên cái tên chồng, cho đến nỗi mới lầm mà vớ phải bích lương anh chàng thi sĩ giả mạo. Bỗng nàng lại nhớ đến bài "Con lừa đội lốt sư tử" của nhà đại thi hào Pháp La Fontaine mà ngày xưa nàng đã học ở trường. Rồi nàng chua chát mỉm cười và lẩm bẩm nói một mình như để tự trách: "Thì ra ta không có mắt." Nói đoạn nàng càng nhận ra chính ngay nàng cũng còn đi mơ tưởng một cái danh hão huyền, vợ một thi sĩ. Huống hồ cha nàng lại chẳng xúc của đi để trực đổi lấy một cái phẩm hàm hay sao. Bấy giờ Hoàng Anh không oán bố nữa, những sự cam hờn đã đổi ra tình thương. Vì nàng thấy cha già nàng bây giờ đã hết tiền, và thấy nàng khổ xem chừng đã hối hận lắm. Nhưng việc đời đã lỡ rồi. Chương 11 Chuông nhà thờ chính rõng rạc buông chín tiếng Làm vang dồn cả kinh thành Hà Nội Trên một phòng ngủ tầng thứ ba nhà viện đông khách sạn Một cô gái thượng hài khỏa thân Nằm trên chiếc giường Hồng Kông bừng tỉnh Cô ta từ từ mở mắt uể oải ngáp dài Nhìn người khách làng chơi ăn mà cũng không kém gì cô ta nằm bên cạnh Người khách ấy là người Việt Nam Ưa đi tìm cái thú ngoại quốc Nên thường thường vẫn lại ngủ đây Ý chừng người đó đêm qua đã hụp lặn trong những phút mê ly khoái lạc ở lòng cô gái giang hồ tàu nọ. Nên giờ này còn ngủ như chết. Tiếng ngày gỗ vẫn khò khò kéo đều. Cô gái thượng hải vươn vai, nhổ đánh toẹt một cái xuống sàn gác và nhào đuôi mắt nhìn cái đống thịt xù xù nằm đấy. Hình như cũng ghê tởm lắm. Rồi cô ta trông lại thân thể mình. Đoạn cô ta vùng xuống giường với mấy cái quần áo lẻ loẹt vắt ở mắt cuốn vội vào mình và vội vàng mở cửa đi ra tiếng cánh cửa cô ta đóng lại đánh sầm một tiếng làm cho cái đống thịt còn ở giường cửa quậy rồi ngồi dậy mắt gấp gay chưa mở rõ tay thì của quạng tìm bên cạnh ý chừng để tìm những cái đùi non trắng nhẹ trắng nhại đêm qua chẳng thấy gì người khách đó xúc miệng ngay bằng một câu mẹ cha con bé đã đi rồi và người đó trông ra cửa thấy còn khép hờ vội bước xuống khóa lại tia nắng sớm đã chiếu vào cái cửa sổ phía bên Và ngay lúc ấy Bỗng có một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào Người ấy dùng mình vơ lấy bộ quần áo ngủ mặc Rồi vội ra đóng nốt cái cửa sổ Đoạn người ấy lại lên giường nằm định ngủ nữa Lên giường vùi đầu vào chăn đã lâu lắm Mà người ấy vẫn không ngủ được Người ấy đang trầm ngâm với những ý nghĩ vô lại của mình Bỗng có tiếng đập cửa thình thình Ngóc cổ lên Người ấy cáo kỉnh hỏi sẵn Ai đấy? Vẫn có tiếng đập cửa, tức tối người ấy liền bước xuống ra mở khóa, tên bồi phòng ló đầu vào. Thưa có phải ông là ông Bích Lương? Người khách càng cáu. "Phải, tôi đây, anh muốn gì?" Tên bồi phòng thấy sức vóc khỏe mạnh và vẻ hầm hầm của người ấy, hắn dịu giọng xin lỗi và tiếp. "Bẩm ông có một ông ăn vận sang lắm, độ ô tô ở ngoài cửa hỏi ông." chẳng đoán được là ai. Xong Bích Lương trả lời nó cho yên chuyện. Được, ai cứ bảo người ta lên. Tên bồi hấp tấp chạy xuống. Bích Lương khép cửa quay vào đi ra chỗ bàn rửa mặt. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa. Ở trong này Bích Lương đáp. Mời vào. Cửa mở, bước vào một thiếu niên. Bích Lương vội kêu. Tham Phượng. Tham Phượng cũng thốt. Ồ Bích Lương, ai ngờ mày nằm đấy ngừng lại một phút rồi tham phượng lại tiếp tao đi tìm mày đến một tháng nay mà không gặp bích lương thở dài đáp gặp tao mà làm gì tham phượng hất hàm hỏi sao mày có vẻ chán trường thế tại cu cậu đào hết cái mỏ đó rồi có phải chăng mày tệ thật qua sông liền đái ngay vào sóng mày chẳng cho tao được tiêu với mày một xu nào thật là tai vạ Tao vừa thua cá ngựa mất 500 đồng bạc két Mày có cho tao để đập vào Kẻo việc vỡ lở ra thì tao chết Không những tao bị cách chức Bố mẹ tao từ Mà vợ tao nó cũng bỏ nốt Bích Lương cười gằn Ai bảo mày thụt két Mày làm thì mày chịu Bây giờ tao chẳng có xu nào cả Tao cũng đang chết dở đây Mày còn có ô tô đấy Bán đi Ô tô tao mượn nghị bình đấy Của tao bán đã lâu rồi hay mày cố say cho tao vài trăm thôi. Còn để tao đi chạy chỗ khác. Ta chẳng có đồng nào cả. Mày chạy đâu thì chạy. Tham Phượng thấy Bích Lương bẩn tiện như thế và nói như mắng vào mặt mình. Chẳng đâm hối. Trước kia đã dạy đi đưa thịt đến cho hùm rơi. Chờ ra chẳng chẳng được cái gì. Động tới lòng chắc ẩn. Tham Phượng nghĩ đến gia đình ông Huỳnh đã khánh kiệt. Đã tan nát vì Bích Lương. Chẳng ôn tồn trách bạn. Mày thế thì tệ thật Hôm qua tao lại nhà báo gặp cả ông Huỳnh và vợ mày ở đấy Họ đã nói hết sự thể với tao Không ngờ mày nhẫn tâm đến thế Đành rằng họ hết tiền rồi Nhưng mày cũng nên nghĩ lại một chút Vì vợ mày bụng mang dạ chửa Đã gần đến ngày sinh đẻ Bố vợ mày Một ông già đầu bạc sông vớt vườn rách dưới vì mày Lương tâm mày để đâu Ngày tao cũng biết tao dại Nhưng thôi mày đưa đây tao vài đồng để mua ép xăng đi sai chỗ khác vậy bích lương từ nấy vẫn ngồi tựa lưng vào thành giường nét mặt chân chân thản nhiên và lúc ấy liên láo trả lời thôi mày đừng đạo đức bã mía với tao nữa bây giờ tao chẳng còn xua nào cả nhưng mày nhớ ở đời đứa nào dại thì đứa ấy chết ngay như mày này tao mới hiểu là mày định bám vào tao để tiêu cái tiền phi nghĩa kia chứ mày có tử tế gì với tao còn lão huỳnh Chẳng qua nó lóa mắt vì cái phẩm hàm. Nó dại thì nó ăn cám. Còn hoàng anh vợ tao, ai bảo đi ước mơ một anh chồng thi sĩ? Chỉ nở cười, tao không phải là một chàng thi sĩ, mà tao lại là một kỹ sư đào mỏ. Ai bảo nó đi hám cái danh hão huyền, vợ thi sĩ để làm gì? Cho nên mới vớ phải tao, chẳng phải là thi sĩ, giờ có khổ cũng đáng kiếp. Tao không thương những con người định lợi dụng tao như thế. Tao biết đời nó đều lắm cái mày ạ. À đấy còn con vợ bụng phệ của tao đấy mày có kể công thì tao gả cho mày ai người lại cứ xềm xệp suốt ngày chỉ có ăn và ngủ nay mai lại đẻ nữa lại con lại cái lại vú già vú sữa lại chăm chuyện bà dằn thì tao cũng đến đi ăn mày sớm nên tao liệu tao tháo lấy thân tao mày có nhân nghĩa thì mày rước lấy đấy tao cho mày nghe những lời táng tận lương tâm của bích lương ấy tham phượng phải nổi giận quắc mắt lên trở tay vào mặt bích lương và chẳng quát mày là một con vật thì ra mày chỉ biết nuông chiều cho con lợn xác thịt mày là con vật ích kỷ ngoài ra không biết gì nữa chỉ tiếc mày đã làm nhiều cái xác một thằng người mày là một con chó không bằng một con chó nói tới đó tham phượng tức tối đến cực điểm chàng nắm tay xông vào bích lương như muốn đấm tan cái mặt người mà dạ thú kia ra mới hà thấy vẻ hùng dũng của tham phượng Bích Lương không chống cự, nghiền răng lại, đứng dậy, bước xuống giường. Chàng hết sức đẩy Tham Phượng ra khỏi cửa phòng và đóng dầm cánh cửa lại. Tham Phượng chưa hạ cơn giận, ở ngoài đấm thùm thùm vào cánh cửa và hét lớn. Thôi, từ đây tao với mày tuyệt tình. Trường 12 Việt quyền thôi không viết cho tờ báo con yểng nữa. Từ hôm đó đến nay đã hai tháng trời, mà chàng chưa tìm được tờ báo nào để viết. Cũng vì chưa có việc gì làm, chàng Tùng thiếu lắm. Ngày ngày rất khổ sở vì mụ chủ trọ dục tiền cơm. Nào có thế mà thôi, còn tiền thợ giặt, tiền thuốc lá, tiền cắt tóc, tiền may bộ quần áo trên hiệu chưa giả, trăm thứ tiền. Vì thế mà chàng phải trốn, cứ vài ngày mới dám bỏ về gác trọ một lần. Mà hôm nào về, lại y như chàng lại được tiếp chuyện bà chủ trọ. Chàng đành cứ nản nỉ khất lần mãi Bà chủ trọ cũng chẳng biết làm thế nào hơn Đành cũng phải đổi sẵn ra ngọt Cậu cố say xỏa thế nào trả cho tôi chứ Có lời lãi là bao Mà để hai tháng nay rồi Thật những lúc bà chủ trọ đòi hỏi ẩm ý Việt quyền không sợ bằng lúc này Thế mới biết những lời mềm ngọt Mới có thể đi sâu vào lòng người ta Chàng đành lại phải năn nỉ Với bà chủ trọ thư cho vài hôm Nhưng vài hôm chàng sẽ kiếm đâu ra Nghĩ vậy chàng thở dài Việt Quyên ra khỏi nhà trọ Đi khuất mặt bà Tư Dâu Tên bà chủ trọ Mà chàng cảm thấy như là đã thoát khỏi một cái nạn ghê gớm lắm Chàng thấy không khí ngoài đường trong trẻo lạ Và tất cả bao nhiêu vui tươi của cảnh vật Lại ùa kéo vào tràn ngập cả tâm hồn Chàng thấy lòng lại tưng bừng say xưa Tuy nhiên chàng vẫn biết cái nghèo nó cũng làm phiền cho người ta nhiều lúc Nhưng chàng thầm nhủ Cái nghèo là lò lửa đỏ Người ta phải nung lên rèn đập mãi trong lò lửa ấy như những thanh sắt kia để sau này mới có thể thành một đồ binh khí tốt dùng được muôn đời còn những kẻ vì nghèo mà bán mất lương tâm bán mất danh dự chỉ là những miếng trì miếng kẽm chảy na tan lẫn vào trong cho bụi ý nghĩ ấy nhắc chàng nhớ đến hoài vọng của mình đầu óc chàng dù băn khoăn bận bịu vì miếng cơm manh áo tới đâu chàng cũng vẫn dành ra một ngăn để xây đáp lấy một sự nghiệp lâu bền ở mai sau Chính Việt Quyền cũng nhận thấy mình đang theo đuổi và nỗ lực đi đến một danh vọng Sự nghiệp văn chương. Nhưng chẳng xét ra cái danh vọng chẳng mơ tưởng ấy Nó không đến nỗi đê hèn, tục tĩu như thế nhân Vì nó có thể nâng cao phẩm giá loài người Nó còn bất diệt Người ta đều phải cúi mình tôn dùng nó Hơn nữa người ta dù có bao nhiêu tiền Cũng không thể mua được Ở đời cái gì còn có thể mua được Là những cái tầm thường Giây phút ấy Việt quyền khinh hết chàng cho là tầm thường hết chỉ có sự nghiệp văn chương là đáng kể chàng thấy cả một cuộc đời tinh thần sau này mở ra trước mắt chàng vẫn đưa chân rào bước trời đã mờ mờ tối những bóng điện trên cột đèn vụt sáng chàng thấy chàng đã ở vườn hoa quan thánh chàng đã thấy mỏi liền tiến lại một chiếc ghế xi măng ngồi nghỉ chân chân chàng tuy được nghỉ ngơi nhưng đầu óc chàng nghĩ càng lung lắm chàng chỉ cố tìm cách thế nào cho ra được cuốn thơ Cuốn thơ của chàng có 100 bài Đủ các điệu Mà chàng đã tỉa gọt rất tỉ mỉ Rất công phu Với tất cả tinh lực của tim óc chàng Trong đó chàng khéo phô bày tất cả những xót xa của nghệ sĩ Những lầy lụa của gái giang hồ Những đau thương của trụy lạc Những thống khổ của lầm than Những cay cực của thói đời Tóm lại Chàng đã nói lớn cả những cái muốn nói Của bấy nhiêu hạ người bằng nghệ thuật Chàng tin tưởng và hy vọng vào tương lai của mình nhiều lắm Chẳng chắc là cuốn thơ đó ra được ít lâu Thì thế nào xã hội cũng phải hoan hô tài chàng Bỗng ở đâu Thằng bé con bàn phá xa đến bên chàng mời Cậu mua cho con su phá xa Thằng bé con vô tình đã làm vỡ mất giấc mộng của chàng Chàng bị ném từ xứ mộng về thực tại Chàng bỗng thấy lòng xót xa lắm Chàng phát cáu lên quắc mắt nhìn thằng bé bàn phá xa Nhưng khi chàng trông rõ Nó gầy quá, yếu quá mặc một bộ quần áo nâu vá chẳng chịt, hở cả rốn ra, lại đeo cái thùng sắt nặng quá, nó chẹo hẳn người đi. Chàng thấy thằng bé đó là hiện thân của đau khổ, là mặt trái của cái kinh thành hoa lệ này. Chàng đứng dậy thở dài, thì thằng bé đã tiến lại gần hơn nàn nì. Cậu mua giúp con một xu. Lúc ấy chàng nghe tiếng nó nói, mà sao ghê gớm lạ. Chàng tưởng như từ ở một nấm mộ nứt vang lên. Chàng thấy lạnh cả mình, Đứng lùi lại một bước, sờ tay vào các túi mà chẳng thấy đồng xu nào. Chàng ngậm ngùi vỗ vai thằng bé bảo: "Hôm nay anh chẳng có xu nào. Thôi, để lúc khác gặp anh sẽ cho tiền." Nói được thế rồi chàng rảo bước đi thật nhanh, để trốn mau cái hình ảnh gầy yếu của thằng bé con bàn phá xa ấy. Chàng đi luồn quẩn mãi, thế nào lại quay về đến ngõ chàng ở. Chàng đã toan lại quay đi thì bà tư dâu đứng ở cửa đã vội gọi: này cậu Quyên ơi, cậu có cái giấy gì mà ban nãy người đưa thơ họ đưa đây này? Bất đắc dĩ chàng đành chán nản bước về. Chàng đưa bàn tay ra đỡ tờ giấy một cách lạnh lùng và lạnh lùng cảm ơn bà Tư Dâu. Đoạn chàng lừng khừng đi lên gác, tìm bao diêm đốt ngọn sáp và đưa tờ giấy lại trước ánh lửa coi. Thì ra là cái AV của nhà bưu điện gọi chàng đến lĩnh một cái thơ bảo đảm. Một cái thơ bảo đảm chàng nhắc lại một lần nữa năm tiếng đó mà lòng càng băn khoăn chàng tự nghĩ và tự trả lời không biết là việc lành hay giữ nhưng là việc giữ nhiều hơn có lẽ là cái thư đòi nợ ồ lại bảo đảm nữa kia hay thư họ báo trước họ kiện ta vì nợ phải có lẽ thế hay là có độc giả nào yêu thơ ta gửi những cánh hoa khô tặng chăng hay là họ hàng thân thuộc của ta bỗng có người lại nghĩ đến ta nên gửi thơ tìm chăng? Không phải, ta nhớ hình như ta chẳng còn ai là thân thích nữa, ngoài mẹ ta. Rằng mẹ ta thì đã lại đi lấy chồng từ năm ta 13 tuổi kia mà. Nếu bây giờ mẹ ta còn sống, chắc cũng không thể biết được ta ở đây. Thế thì là cái quái gì? Chỉ chuyện nợ là đúng hơn. Chàng gật đầu với ý nghĩ sau cùng này và gập tờ giấy bỏ vào túi áo, vẻ mặt vẫn thản nhiên lẩm bẩm. Thôi, để nó vào đây mai hãng hay Việt Quyên cứ yên trí cái thơ bảo đảm còn ở ngoài nhà dây thép đó là chuyện nợ nần nên chẳng quan tâm cho lắm vì dường này chàng chỉ toàn tiếp được một loại thơ như vậy cả kể ra chàng đã nợ nhiều lắm nên chàng càng yên trí như thế Việt Quyên nằm xem sách cho mãi đến khi cây nến đã tàn hẳn chàng mới rời sách ra để ngủ sáng hôm sau khi đồng hồ nhà bên cạnh thong thả buông 8 tiếng Việt Quyên mới cửa dậy đi đánh răng rửa mặt và chảy đầu xong, chàng mới mặc quần áo và lững thững đi bộ ra nhà bưu điện bờ hồ. Khi tiếp cái thư bảo đảm ở tay người thư ký giao cho, chàng cũng chỉ coi đó là một lời đe dọa về nợ. Nhưng khi cầm ra khỏi cửa, chàng nhìn qua nét chữ ngoài phong bì, thì bỗng chàng thấy trái tim đập rộn hẳn lên, vì nét chữ ai yếu ớt lắm. Chàng nhận rõ đó là chữ đàn bà, nhưng nét chữ đó chàng không quen biết bao giờ, song chàng cũng chưa mở vội. Chàng còn tìm lại trong đầu Xem xưa nay mình có nợ ai Và có quen ai là đàn bà không Nợ thì chàng chỉ nợ giặt đàn ông cả Mà quen thì cũng chẳng quen ai là đàn bà Vì chàng đã để hết tâm cơ vào nghệ thuật Còn lúc nào được dỗi mà nghĩ đến đàn bà Đến ái tình nữa Thật là một chuyện lạ lùng Chàng tự hỏi Đoạn rẽ vào vườn hoa bao bớt Tìm cây ghế mại sau nhà kèn vắng nhất Để ngồi ngắm xét bức thư Chàng đưa bức thư lên ngắm đi ngắm lại mấy lần. Chàng ghé sát mắt vào nhìn xem dấu tem thư từ đâu đến. Rồi chàng ghé mũi người cũng vẫn chẳng thấy gì mới lạ hơn. Chủ trừ máy, một lúc sau chàng mới rè rạt sấp nước bọt, bóc bức thư ra, như một kẻ xem trộm thư người khác, để rồi lại dán vào. Bỗng một tờ giấy mùi gạch, hoa hét từ trong phong bì rơi xuống nền sỏi dưới chân. Nó là một cái ngân phiếu. Việt Quyên vội cúi nhạt đưa lên mắt đọc. Ông Việt Quyên, một nghìn đồng. Chàng dụi mắt nhìn lại, vẫn bấy nhiêu chữ, mà làm sao chàng vẫn chưa tin. Chàng nghĩ, hay là người ta đưa nhầm. Chàng tưởng, hay là tên mình không phải là Việt Quyên nữa. Chàng tưởng là chàng ngủ mê. Chàng đứng dậy rồi chàng lại ngồi xuống. Chàng đưa một ngón tay lên miệng, cảm thấy đau. Chàng mới biết là chàng vẫn tỉnh. Khi chắc chắn cái ngân phiếu đó là của mình rồi, Việt Quyên chẳng cần biết là ai gửi đến nữa mà biết thế nào được là của ai vì không còn có một chữ nào ngoài mấy chữ đầy địa chỉ của chàng nhận nét chữ thì đích xác là đàn bà việt quyên yên trí số tiền đó do tay một người đàn bà gửi đến cho chàng thế là đủ rồi chàng say sưa sung sướng đưa cái phong bỉ lên môi hôn những nét chữ dịu dàng ở đấy việt quyên bỏ cái ngân phiếu vào túi rất cẩn thận và chàng nghĩ ngay đến chuyện làm việc việt quyên hồi hộp sung sướng lắm Chàng nhớ ngay đến mấy thằng bạn nghệ sĩ của chàng Chàng hấp tấp đi tìm ngay chúng Và báo cái tin mừng nọ Chiều hôm ấy chàng đã chiêu tập Một hội đồng anh em để bàn việc Trong phạm vi số tiền kia Trên những nét mặt ưu tư và phong trần của họ Đều được một vẻ vui mừng hớn hở Vì bao nhiêu hoài bão Tính toán và xếp đặt trong đầu họ Đã có dịp đưa ra công hiến mọi người Họ kéo nhau đến tất cả 6 người Toàn là nghệ sĩ chân chính Có tài họ đã thể hy sinh cả cuộc đời cho nghệ thuật và văn chương họ đều là bạn thân của việt quyên họ là những người khác làm việc như những kẻ lữ hành qua sa mạc mùa hạ đang khát nước một bao thuốc lá ném ra mặt hòm việt quyên mời các bạn họ xúm lại mỗi người cầm một điếu châm hút và đều yên lặng ngồi cả xuống chiếc chiếu dài giữa sàn gác việt quyên trịnh trọng nói trước chắc anh em ai cũng như tôi chúng ta là những thằng có tim óc đều mong sau này có một sự nghiệp dỡ dàng cả. Có thể nói chúng ta là những thằng có tài, có trí, song muốn nâng cao sự nghiệp. Chúng ta đã phải đợi ngày có tiền, thì cái ngày ấy đã đến, nghĩa là tôi đã có một nghìn đồng đây. Nói đến đấy, Việt Quyền móc túi lấy cái ngân phiếu đặt ra trước mắt, cả bọn đều trố mắt nhìn, và trên môi họ đều nở một nụ cười vui sống. Yên lặng một lát, Việt Quyền lại dõng dạc tiếp. Số tiền này tuy người ta gửi cho tôi, Xong tức là của cả anh em đấy Vậy bây giờ chúng ta cố gắng đem hết cả tài lực ra Làm việc cho nghệ thuật Tùy theo cái tài và sở trường của từng người một Vậy xin phép anh em cho tôi tạm cắt đặt Phải hay không còn ở ý kiến anh em bàn thêm Cứ tôi xét thì thời cuộc hiện giờ Không phải là lúc cho chúng ta làm chính trị hay xã hội Và chăng chúng ta đều không phải là chiến sĩ Mà chỉ là nghệ sĩ Theo tài sức chúng ta chỉ làm một tờ báo văn chương là hơn cả Bây giờ trong số tiền này chúng ta hãy trích ra 100 đồng để anh em cùng may mặc thêm. Vì vấn đề đó chúng ta đều thiếu cả. Còn 900 thì để làm việc cũng đủ. Ngoài tờ báo, chúng ta lập thêm một nhà xuất bản. Nhà xuất bản đó, tôi dự định đặt là Nguyễn Du Tùng Thư để cho anh Lê Khôi trông nom vì anh giỏi cả hán tự, anh văn và pháp văn. Tôn chỉ vào mục đích của nó là sưu tầm các sách hay có tiếng của cả Âu Á dịch sang tiếng Việt Nam mình để cho người mình dù ai không học ba thứ tiếng kia cũng có thể hiểu biết được nghĩa là tôi định noi con đường của nguyễn văn vĩnh tiên sinh đã vạch sẵn những phạm vi làm việc của chúng ta rộng hơn bất cứ văn nước nào hay là ta dịch sang văn nước mình tôi tin ở tài dịch sách của anh khôi lắm thế nào anh bằng lòng rồi chứ lê khôi như cảm động vì lời của bạn vâng tôi xin cố gắng để khỏi phụ lòng anh em ủy thác việt quyền lại tiếp được, anh Khôi đã nhận lời. Xong tôi xin cử thêm anh Vũ Sinh giúp anh Khôi trông về công việc trị sự của nhà xuất bản. Chúng ta sẽ để vào đấy 300 đồng để in sách. Còn 600 đồng lại phải trích ra 100 đồng nữa để sắm đồ đạc bàn ghế, trang hoàng tòa báo và nhà xuất bản để trông cho có vẻ một chút. Còn lại 500 đồng là tiền để in báo. Về mặt tài chính, hai cơ quan của chúng ta đó sẽ nương tựa lẫn nhau. Tôi đã định lấy lại tờ văn chương của anh Trần Huyền đây. Vì anh cũng mới được phép. Và chúng ta tin rằng sẽ đủ tài lực để làm cho tờ văn chương của chúng ta sống được một cách oanh liệt, vĩnh viễn sau này. Bây giờ tôi xin chia công việc trong tờ báo. Anh Trần Huyền giữ mục chuyện ngắn vì anh có tài về môn đó. Anh Tử Kỳ giữ mục xã thuyết vì anh có cây bút rất rắn giỏi về thực tế. Anh Như Văn giữ mục chuyện dài vì anh có tài viết lôi cuốn người đọc và còn làm cho người ta say mê lạ khác. Anh Tĩnh Tâm rất đặc biệt anh phải giữ hai việc, vẽ và viết kịch ngắn, vì anh có tài về cả hai môn đó. Còn tôi, cha cả anh đã cất sẵn cho tôi rồi. Việt Quyên nói dứt, cả bọn đều đồng thanh. Anh thì giữ mục thơ, thật chúng tôi không ai hơn được. Việt Quyên nén sự sung sướng và lại tiếp. Đã đành anh em quá tin ở sự hiểu anh em mà cho tôi cắt đặt như thế. Xong bây giờ tôi muốn được Rõ ý kiến của anh em tất cả xem thế nào. Cả bọn lại cùng nói một loạt Chúng tôi phục ở tài tổ chức và cắt đặt của anh rồi Được lắm, thế được lắm Như Văn nói thêm Còn công việc trị sự và lạt vạt các mục nhỏ trong tờ báo Chúng ta sẽ tùy tiện Chia đều cùng viết, cùng làm Tịnh tâm cất tiếng cười giòn tan Như để làm bớt sự nghiêm trọng trong gian phòng từ nãy đến giờ Và tiếp Vậy bắt đầu từ mai chúng ta vào việc Chương 13 bích lương không về đến nhà nữa các chủ nợ đã đến tịch thu cả các đồ đạc hoàng anh đành lại ở với dung con bạn học cũ vì chồng dung đã bỏ rơi nàng để vào sài gòn theo một con đĩ nhiều tiền hơn đẹp hơn nàng cùng đau khổ cùng thất vọng về chồng hai người ở với nhau thật thân yêu nhau hơn chị em ruột dung chưa có con xong một mình nàng cũng vẫn phải sống nàng phải đi làm công cho một tiệm nhảy lớn đến ở với bạn đã được nửa tháng bỗng một hôm hoàng anh đau bụng lắm biết là bạn dở dạ đẻ dùng thuê xe đưa bạn vào ngay nhà hộ sinh nhưng hoàng anh vừa đẻ xong thì đứa bé qua đời ngay mà nàng thì ngất đi vì băng huyết gọi mãi mới tỉnh bà đỡ đã phải bảo tại người này khi tự thai lo nghĩ sâu buồn nhiều quá cho nên thế may mà thước không xảy chứ nếu xảy thì chết cả mẹ lẫn con rồi được Dung rất tử tế, rất hết lòng. Không còn tiền, Dung đem tháo cả kiềng vàng ra bán để đón đốc tờ tiêm chữa và thuốc thang cho bạn. Khi tiền bán cái kiềng hết, thì Hoàng Anh cũng vừa khỏi. Hoàng Anh khỏi thì Dung đã nợ nhiều, đã tung thiếu lắm. Dung đã phải cho con sen ra không nuôi. Nhưng Dung nói dối bạn là vẫn đủ tiêu. Xong Hoàng Anh chẳng lạ gì nữa. Nàng cảm động vì tình bạn đã xử với mình. Chả nhẹ cứ ngồi ăn bám bạn mãi, nàng đành bảo với dung hay chị dạy em tập nhảy để em đi làm với chị cho vui và để mình chị khỏi phải lo nhiều quá dung nhìn bạn mỉm cười đáp chị còn đẹp lắm chị mà đi nhảy như em thì sẽ nhiều kép chết thầy dung bảo mình còn đẹp lắm hoàng anh vẫn chưa tin nàng lả lướt đứng dậy đến trước gương nàng sung sướng mỉm cười nhìn bóng mình trong gương tuy thấy mình có gầy và xanh đi nhưng nàng thấy nàng đẹp hơn trước nhiều đã bạn quên đi Giờ thấy mình còn trẻ đẹp Thốt nhiên nàng lại nghĩ ngay đến Việt Quyên Đến anh chàng nghệ sĩ mà nàng đã gửi giúp tiền dạo nọ Nàng ước mong giá bây giờ Việt Quyên biết mình lưu lạc thế này Mà tìm mình thì sung sướng biết bao Nàng nhận thấy lòng nàng chỉ còn có thể yêu được Việt Quyên Ngoài chàng ra thì nàng khinh hết Gây tẩm hết Thủ oán hết Những chiều buồn Hoàng Anh ngồi nhớ đến Việt Quyên Nàng lại xe sẽ ngâm những câu thơ của chàng mà ngày xưa nàng đã thuộc lòng. Một tháng sau Hoàng Anh nhảy đã giỏi, Dung đưa nàng đến xin với chủ cho bạn cùng vào làm. Bà chủ trông thấy Hoàng Anh còn trẻ và đẹp lắm, vui lòng nhận ngay và lương cũng ưng giả cho bằng Dung, nghĩa là 20 đồng một tháng. Từ đó Hoàng Anh đã là ngôi sao của tiệm nhảy. Tiệm nhảy bạch tuyết càng đông khách bao nhiêu, thì Hoàng Anh càng được chủ yêu chiều bấy nhiêu. Một hôm Hoàng Anh cùng Dung đi đến nhà Goda, đa, mua sắm ít phấn sáp về tình cờ thế nào khi qua chỗ bờ hồ của sở cầm hàng trống hoàng anh thấy ông huỳnh cha nàng đang vơ vẩn ngồi trên một chiếc ghế xi măng mà người trông khác trước nhiều già hơn nhiều quần áo thì rách tả tơi bẩn cáo ghét và người thì yếu đuối lắm trông thấy con ông vùng chạy lại nắm lấy áo nàng và giàn nước mắt khóc như để cầu cứu ở con những ngày thừa của kiếp sống tàn Hoàng Anh trông thấy cha già vì tham danh vọng mà thân thể đọa đầy đến thế. Nàng cũng ưa nước mắt khóc dòng thương hại. Đứng trước cảnh tình ấy, Dung cũng thấy cảm động và thương tâm lắm, liền bảo bạn. Thôi, sự đã rồi, khóc lóc làm gì nữa? Chị đưa thầy về cùng ở với chúng ta. Từ hôm ông Huỳnh về ở với con gái, cũng đỡ phải vất vưởng đói khát như trước. Xong ông thấy con mình giờ phải theo bạn làm cái nghề trị lạc này để mưu sinh thì ông thương tâm lắm, ông hối hận lắm. Bây giờ ông mới càng nhớ tiếc những ngày giàu có đã qua. Thấy Dung và con mình chẳng phong lưu gì, ông không cho nuôi đầy tớ nữa. Ngày ngày ông tự đảm nhận lấy việc thổi nấu cho Dung và con mình ăn để đi làm. Bởi ông sợ mượn đầy tớ, mỗi tháng cả nó ăn và công cũng mất 4 năm đồng, thì làm gì còn có thừa. Mà ông không có việc gì cây cũng buồn. Hơn nữa ông nhớ lại ngày xưa, khi ông mới ở Yên Bái về đến tỉnh Hà Nam Thì cái bước đầu của ông chẳng cũng chỉ là thằng bếp cho một ông ký nhà thương là gì Bây giờ ngồi trước nồi cơm đang sôi Tay ông đun những que lửa vào bếp cho cháy to lên Ông nhận thấy cái bếp lửa nọ Cũng chẳng khác cuộc đời người ta Ngọn lửa là những vai trò trong tấn kịch Mà cái bếp là sân khấu Ngọn lửa trước to Sau nhỏ dần Mà sau cũng thì chỉ còn là một nắm cho tàn lạnh Nó là hình ảnh rõ rệt cả một đời ông Ông não nuột buông tiếng thở dài Và khẽ đưa đôi đũa cả ghế nổi cơm Ông thấy ông từ một thằng bếp Rồi đến anh, đến bác, đến ông cai xe Mà leo lên là nhà đại phú Rồi từ nhà đại phú vì danh vọng Mà lại được tụt xuống đóng vai thằng bếp như bây giờ Đời ông thực đã lên voi và xuống chó Nhưng khi người ta đã già Có muốn lại lên voi cũng không tài nào được nữa Đó là sự trừng phạt dĩ nhiên của tạo hóa cho những kẻ được voi còn đòi tiên như ông. Đoạn phụ truyện Tờ văn chương tuần báo đã ra được 8 số. 8 số báo ấy đã làm sôi nổi cả dư luận trong làng văn làng báo và cả nhà trí thức. Mỗi kỳ in ra 5 vạn số mà cứ hết veo. Ai mua chậm một hai hôm là không còn mà mua nữa. Đi đến đâu cũng nghe thấy người ta nói đến tờ báo văn chương rằng toàn những cây bút giá trị viết, bài vở đều rất đặc sắc nhất là những bài thơ của cái ông ký tắt viết chữ VQ đã làm cho người ta phải khóc hay phải cười sau khi đọc. Được biết dư luận ở ngoài hoan nghênh tờ báo của mình, tất cả anh em bọn Việt Quyên lại càng say mê và cố gắng làm việc. Chỉ trừ các chiều thứ bảy hay chủ nhật là cùng được nghỉ để đi chơi giải trí. Trong bọn bảy anh em, Duy có Tử Kỳ và Trần Huyền là hai người thích đi nhảy đầm nhất và hai chàng cùng hai đến ba Cả hai chàng cùng mê một cô vũ nữ ở đấy, vì cô ta đẹp nhất, nhảy giỏi nhất, nói chuyện có duyên nhất, mà hình như còn một tâm sự gì giấu kín ở trong đôi mắt huyền tham thẳm nữa. Không biết có phải tên thực nàng là Hoàng Anh. Song hai chàng thấy người ta gọi thì cũng bắt chước gọi thế. Nhưng xem chừng con người ấy không yêu ai, bao giờ cũng rất lịch sự. Nhưng cái lịch sự lạnh lùng cao quý, vẻ lạnh lùng và cao quý của nàng đã làm cho bao nhiêu gã si tình say như điếu đổ mà Hoàng Anh vẫn thản nhiên như một trinh nữ còn ngây thơ lắm. Chẳng hiểu mảy may gì là yêu đương. Một tối thứ bảy, rời mưa như chút, gió thổi lạnh lòng. Tử kỳ lẻn trần huyền mò đến ba Blanchine. Quả nhiên tiệm hôm ấy vắng khách. Tử kỳ được nhảy với Hoàng Anh suốt từ lúc vào. Đã 12 giờ, kèn lại nổi. Tử kỳ lại đứng lên mời. Hoàng Anh khẽ lắc đầu thở thẻ. Anh tha lỗi, chúng ta nhảy nhiều rồi em mệt và buồn lắm. Tử kỳ đành lạnh ngồi xuống, lấy thuốc lá trầm hút. Bên ngoài mưa gió vẫn ảo ảo. Bài kèn dứt, người ta đều về bàn để thủ thỉ với nhau những câu chuyện tâm tình. Tử kỳ nhìn Hoàng Anh thấy nàng buồn thiêu. Trong đôi mắt nhung của nàng, như đám cả một trời mộng mơ huyền, như gợi lại cả một ký ức xa xăm lắm. Tử kỳ xích ghế lại gần nàng, toàn tìm câu gợi chuyện an ủi Bỗng chàng thấy Hoàng Anh tay gõ gì vào thành bàn và xe sẽ ngâm. Khăn liệm là bóng trăng vàng, áo tang là cả màn xương một trời. Huyệt đào giữa trái tim tôi, bao nhiêu lá rụng ấy lời điếu tang. Máu tôi là lệ thương nàng, và hồn tôi, chiếc ngai vàng không vua. Ngầm xong, Hoàng Anh thở dài và dở xác ra, lấy cái húp xoa lại phần trên mặt. Biết đó là mấy câu thơ của Việt Quyên, Tử kỳ ra bộ rừng sốt hỏi Hoàng Anh cũng hiểu thơ kìa à? Nàng dừng tay ngước nhìn tử kỳ suốt từ đầu đến chân rồi nàng đáp Thơ hay như thế ai mà không hiểu Gơm, anh kiêu ngạo thật Chính em vì thơ mà bây giờ mới đến nỗi này đi anh ạ à. Tử kỳ càng lấy làm lạ, là gợi chuyện Hoàng Anh có nhớ tác giả mấy câu thơ đó là ai không? Sao lại không? Anh Việt Quyên Tử kỳ chậm rãi phải việt quyên như tóm được cơ hội hoàng anh chàng đứng dậy nhìn thẳng vào mắt tử kỳ anh cũng biết anh việt quyên à ồ tôi là người bạn rất thân của anh ấy hiện giờ anh ấy đang chủ trương tờ văn chương tuần báo thôi phải rồi có phải những bài thơ ký chữ vq là việt quyên đấy không thế mà trước em không đoán ra trời hoàng anh nói đoạn vẻ sung sướng hiện lên nét mặt nàng đang buồn tênh. Tử Kỳ thấy hoang mang trước vẻ vui mừng của Hoàng Anh khi được biết tin tức của Việt Quyên. Tử Kỳ đoán tất đã có một thiên giai thoại gì về một đoạn đời dĩ vãng của Hoàng Anh và bạn mình. Chàng hỏi. Thế Hoàng Anh có muốn gặp anh Việt Quyên không? Nàng cảm động, mắt chớp luôn ngập ngừng. Có. Anh làm ơn đưa anh ấy lại chơi đằng nhà riêng em nhé. Nói xong nàng mở xác, lấy ra một cái danh thiếp trên có hai chữ HA và địa chỉ Rồi nàng với cái bút máy trên túi áo tử kỳ Viết thêm ra đằng sau 12 giờ trưa mai Mong anh lại chơi Em đợi Hoàng Anh viết xong thì đàn từ giã vừa bật Tử kỳ và Hoàng Anh cùng đứng dậy Ra đến cửa Hoàng Anh còn quay lại dặn tử kỳ Anh đưa giúp em nhé Đừng quên Đêm ấy Hoàng Anh về thao thức mãi không ngủ được Nàng nghĩ và tự hỏi rằng không biết ta có còn nên gặp việt quyên mà gặp để làm gì nhất là chàng lại nổi tiếng lắm biết có nhớ ta là ai không mà bây giờ dù sao ta cũng đã là gái giang hồ chàng hiểu gặp ta chàng sẽ nghĩ thế nào hay là thôi trưa mai ta lại đi chẳng đợi chàng đến nữa miễn là bao giờ ta cũng yêu chàng và cầu nguyện cho sự nghiệp của chàng trong dữ dàng là đủ ta còn muốn biết rõ sự thực làm gì vì sự thực ở đời nó tàn nhẫn và độc ác vô cùng Tuy nghĩ thế mà sáng ngày hôm sau Hoàng Anh dậy thực sớm Trang điểm Ăn mặc rất cẩn thận rồi ngồi đợi Thật trái tim của người ta Nó có những lẽ phải không ngờ Đêm trước đi chơi về Tử kỳ ngủ ngay một giấc Mãi đến 10 giờ sáng hôm sau mới bừng tỉnh dậy Khi chàng xuống đến nhà báo Thì thấy tất cả anh em tòa sạn đã có mặt ở đấy Và sắp ngồi vào bàn tiệc Vì hôm đó là chủ nhật Cả bọn sáu người thấy tử kỳ đến chậm đều đồng thanh kêu. Ê, thằng cha kia, đêm hôm qua mò đi đâu mà bây giờ mới đến? Chợt nhớ đến chuyện đêm qua, tử kỳ đã toàn đưa cái danh thiếp của Hoàng Anh cho Việt Quyên. Nhưng tử kỳ lại thấy cả Trần Huyền ở đấy. Nói ra lại sợ lòi đuôi ra là mình đêm trước lẻn đi nhảy một mình, không rủ bạn. Tử kỳ thọc tay vào túi mấy lần, toàn lôi cái thiếp ra, nhưng rồi lại thôi. Rượu đã rót, bảy anh em cùng ngồi vào bàn, Họ nốc hết cốc này đến cốc khác Mặt họ đỏ như vang. Họ cười nói huyên thiên Duy tử kỳ vẫn băn khoăn vì câu chuyện đêm qua Nhưng rượu vào Nó làm cho người ta phải nói cả những cái không muốn nói Nhất là lúc ấy đồng hồ trên tường đã rõng rạc buông 11 tiếng Tử kỳ lầm bẩm Chỉ còn một giờ nữa Cả bọn đều đưa mắt nhìn tử kỳ để dò xét Xong tử kỳ không để ý Và chàng thầm nhủ đành là ta phải xin lỗi trần huyền về tội lẻn đi một mình vậy còn chuyện hoàng anh ta phải nói cho việt quyên biết mới được kẻ phụ lòng mong mỏi của một người đàn bà nhất là người đàn bà ấy vừa đẹp lại vừa biết yêu thơ tử kỳ nghĩ đoạn đưa mắt nhìn anh em thì thấy họ vẫn chú ý nhìn mình và bấy giờ họ bỗng cười phá lên như đầy chế diễu dịp cười tắt trần huyền tu một hớp rượu và trỏ tay vào mặt tử kỳ nói anh chàng này có chuyện gì gian lắm cả bọn lại cười vang. Tử Kỳ liền ung dung đưa tay ra bắt tay Trần Huyền và bảo Anh hãy tha lỗi cho tôi. Rồi chàng đem chuyện cô phụ nữ đêm qua ra nói. Cả bọn đều yên lặng ngồi nghe. Đến khi Tử Kỳ đưa cái danh thiếp cho Việt Quyên lại làm cho cả bọn cùng chố mắt nhìn theo. Trở đi trở lại cái mảnh giấy con con ấy Việt Quyên bỗng chú ý nhìn vào mấy chữ nét rất mềm mại biết phía sau và thốt chàng kêu lên. Eureka, đây rồi cái người đã gửi tiền cho tôi đây rồi chính là nàng nàng mới thật là tri kỷ của tôi nhưng nàng là ai tôi phải lại ngay cho gặp nàng mới được tử kỳ tiếp đẹp lắm trẻ lắm cả bàn tiệc đều sửng sốt nhìn vào tử kỳ như để thầm hỏi thế nào nữa bỗng tịnh tâm vỗ vai việt quyên bảo anh còn say lắm đừng ra gió vội thư thả một lát như bị thôi miên vì mảnh giấy kia Việt Quyền đã đẩy ghế đứng dậy, lấy áo khoác và lào đảo đi ra cửa. Quý thính giả vừa nghe xong tiểu thuyết danh vọng của tác giả Nguyễn Tố. Câu chuyện đến đây là hết. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.